Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, hôm nay ngày 18 tháng 4 năm Canh Ngọ 1990, nhân ngày lễ kỷ niệm lần thứ 7 ngài Đức Cố Trưởng Lão Trư Sự Giác Như Viên Tịch, do nhân duyên đó hôm nay quý sư cô cũng về tổ đình Tịnh Xá Ngọc Viên để tưởng niệm đến Đức Cố Trưởng Lão Trư Sự, và đồng thời chư nam nữ Phật tử cũng câu hội về đạo tràng tổ đình Tịnh Xá Ngọc Viên, thành tâm dâng lễ cúng dường lên ngôi Tam Bảo để tưởng niệm đến công hạnh và ân đức của Đức Cố Trưởng Lão Trư Sự, và đồng thời cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương sẽ âm được siêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thể theo cái ý nghĩa tưởng niệm đó, và đồng thời thể theo lời chỉ dạy của chư Đại Đức Tăng, hôm nay chúng tôi xin thay lời chư Đại Đức Tăng Ni để trình bày về cái phương thức thực hành pháp môn tịnh độ, còn gọi là pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Trước đây chúng tôi cũng có dịp lượt qua một số những cái vấn đề trọng yếu để cho người tu tịnh độ có thể nắm vững, hiểu rõ và thực hành có lợi ích. Đó là người niệm Phật phải vì mục đích thoát sự sanh tử, và người niệm Phật cũng phải cần phải phát Bồ Đề Tâm, tức là tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành Phật đạo, dưới độ khắp chúng sanh. Rồi người tu niệm Phật cũng phải dứt trừ cái lòng nghi ngờ, vì chính cái sự nghi ngờ, phân vân, do dự nó làm trở ngại cho sự nỗ lực tinh tấn tu hành của chúng ta, và nó làm cho chúng ta khó mà đạt được cái mục đích tối hậu. Người tu niệm Phật còn phải có một cái sự phát nguyện cho tha thiết, vì chính cái sự phát nguyện này sẽ giúp chúng ta nhận định đâu là đúng, đâu là sự thực hành đúng, tu tập đúng theo pháp môn tịnh độ, và đâu là những cái người mà tuy rằng niệm Phật mà không phải là tu tịnh độ. Bởi vì người niệm Phật thì ai mà tu hành không niệm Phật làm lành, nhưng mà có nhiều sự niệm Phật, nếu mà chúng ta không khéo nhận rõ về phần nguyện này, phần đây là phần quan trọng nhất á, thì chúng ta tưởng rằng chúng ta tu tịnh độ, chứ thực sự ra cái đó là ngoài pháp môn tịnh độ. Tôi đơn cử ra những trường hợp, ví dụ như những người ít hiểu biết về giáo lý, thường thường niệm Phật nhằm cái mục đích là để tai qua nạn khỏi, để cho mình được bệnh tật tiêu trừ, hoặc là được có những cái sự phấn khởi phát đạt trong cái cuộc làm ăn, hoặc là có thể hưởng được cái sự hạnh phúc yên vui nào đó, thành tựu một cái hoài bão nào mà chúng ta mong cầu đó ở trên thế gian, thì niệm Phật như vậy đó thì không phải là trong pháp môn tịnh độ rồi. Niệm Phật với cái lòng ao ước như vậy, với cái tâm nguyện như vậy thì không phải là pháp môn tịnh độ, dù cho chúng ta có độ niệm đúng danh hiệu Đức A Di Đà cũng vậy thôi, đó là ngoài pháp môn tịnh độ. Đó là nói về những người ít hiểu giáo lý, còn có một số khác hiểu được kha khá giáo lý thì người ta niệm Phật để phát nguyện rằng để có thể chuyển nữ thành nam, tu hành cho được dễ dàng, hoặc là để được đời sau mình xuất gia trong cái lúc ấu niên, để con đường tu hành của mình nó được bắt đầu sớm, như vậy sẽ thành đạt được nhiều mục đích hơn. Bây giờ đời này mình tu hành trễ mãi quá rồi. Hoặc là có người mong cầu sự niệm Phật đó, khi thực hành cái môn niệm Phật để mà được cái sự ngăn chặn hoặc là dứt trừ vọng tưởng, để trở về cái bản tâm trong sạch, tức là cái bản lai thanh tịnh của mình, thì niệm Phật như vậy tuy có hiểu sâu về giáo lý, nhưng mà niệm Phật đó cũng ngoài pháp môn tịnh độ, cái đó không thuộc về pháp môn tịnh độ. Vậy thì chỉ có những người niệm Phật nào mà để mà thành đạt cái mục tiêu, thành đạt cái tâm nguyện, thành đạt cái lòng ước ao khao khát là được vãng sanh về thế giới cực lạc ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thì những người niệm Phật với cái tâm nguyện như vậy mới gọi là tu tịnh độ. Ngoài ra tất cả những cái phương thức niệm Phật khác nhằm cái mục đích khác hơn là cái mục đích cầu sanh thì cái đó đều ngoài pháp môn tịnh độ hết. Như vậy thì cái phần nguyện này chúng ta cần nên hiểu rõ và có một cái sự định chắc để chúng ta khỏi cái bị sai lạc trong khi chúng ta tu tập. Nếu người nào tu tịnh độ thì phải là niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương mới đúng là tâm chỉ của tịnh độ. Cái niệm Phật để mong cầu một điều gì khác hơn thì đều không phải là môn niệm Phật. Thì cái phần nguyện này là cái phần rất là quan trọng đó. Mà cái nguyện này cũng như thường thường tôi cũng có dịp để mà nhắc nhở, không phải chúng ta chỉ đọc lên một cái bài văn phát nguyện gọi là nguyện, mà nguyện đây có nghĩa là tự trong thâm tâm mình có một lòng ước ao khao khát
thường xuyên và mãnh liệt hướng về một mục tiêu nào đó, thì cái đó gọi là nguyện. Cho nên cái nguyện này thì không có kể là buổi sáng hay buổi chiều, buổi trưa, buổi tối gì hết, mà cái nguyện này là một cái hoài bão, cái lòng khao khát thường trực và mãnh liệt ở trong tâm hồn của mình. Thì cái đó là cái lòng mong muốn đó, thì cái đó chính là nguyện. Thì bây giờ sau khi chúng ta đã dứt trừ lòng nghi rồi, chúng ta đã thấy rõ pháp môn, thấy rõ con đường đưa đến giải thoát, và chúng ta đã có một cái nguyện sâu thiết, tha thiết, tức là lúc nào cũng mong muốn về cõi cực lạc thôi. Thì như vậy đến bây giờ đến cái phần thực hành, tức là làm sao có những cái phương thức nào để chúng ta thành đạt được cái mục đích, cái ý nguyện đó, cái lòng mong muốn khát khao đó được viên mãn. Thì về phần thực hành, pháp môn tịnh độ nó có hai phần, gọi là chánh hạnh và trợ hạnh. Phần chánh hạnh tức là niệm Phật, và phần trợ hạnh tức là tất cả những công đức phước lành để hồi hướng cầu nguyện cho được giảng sanh, hỗ trợ. Thì cái phần đó gọi là trợ hạnh. Như vậy thì chúng ta chỉ có hai phần chánh thôi, đó là chánh hạnh và trợ hạnh. Bây giờ chúng tôi nói về phần chánh hạnh. Về phần chánh hạnh niệm Phật á, thì không phải chỉ miệng niệm thôi, mà vấn đề quan trọng là tâm niệm. Cho nên trong cái cách niệm Phật á, có bốn cái phương thức niệm Phật. Đó là thứ nhất là thật tướng niệm Phật, thứ hai là quán tưởng niệm Phật, thứ ba là quán tượng niệm Phật, và thứ tư là trì danh niệm Phật. Phần thật tướng niệm Phật tức là chúng ta niệm tưởng đến cái bản tâm trong sạch, gọi là cái chân tâm Phật tánh của mình đó, bản lai diện mục của mình đó. Tâm, vì cái đó thì ở Phật không hơn, mà ở chúng ta thì không kém. Cái đó ai cũng bình đẳng như nhau hết. Luôn luôn ta niệm niệm ghi nhớ, và mỗi khi có một cái điều gì nó làm ô nhiễm, có cái sự làm xen tạp vô, thì chúng ta loại trừ nó đi, để luôn luôn sống và luôn luôn chúng ta niệm tưởng đến cái bản tâm trong sạch như vậy. Thì như vậy gọi là thật tướng niệm Phật. Nhưng mà cái hành môn này nó không có được phổ cập, vì nó chỉ phù hợp cho bậc thượng căn thôi. Và hành môn này đó, đứng ra nó thuộc về bánh thiền. Nhưng mà chư tổ tịnh độ thấy rằng cái hướng tâm cũng hướng về Phật tánh, hướng về cái bản tâm, cái chân thật, tức là tự tánh Di Đà của mình đó. Thì cái đó nó cũng gồm ở trong tịnh độ. Nhưng mà chư tổ chỉ trình bày để cho chúng ta thấy rằng cái môn niệm Phật có những cái ý nghĩa sâu xa và rộng rãi. Đó là chỗ gặp nhau giữa thiền và tịnh. Đó là thiền tịnh không khác nhau. Nhưng mà nói về cái phương thức thực hành cụ thể thì ở đây không có nhiếp ba căn, tức là chỉ phù hợp bậc thượng căn mà thôi. Do đó thì phần này chúng ta chỉ biết qua để thấy rằng cái ý nghĩa của sự niệm Phật cũng cao siêu màu nhiệm, chứ không phải là chỉ dành cho những người gọi là ông già bà cả không đâu, mà nó có những cái ý nghĩa sâu rộng không khác chi thiền. Thì đây cũng như tôi nhắc lại, đó là chỉ hiểu biết qua, chứ về phần hiển dương để mà thực hành thì cái này không có những cái căn cơ để mà phù hợp. Phần thứ hai tức là quán tưởng niệm Phật. Phần này thì các cái cũng dành cho những cái bậc tương đối là có cái lợi căn đó, tức là căn cứ vào trong một trong ba kinh về tịnh độ, tức là kinh Quán Kinh hay gọi là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong đó Đức Phật có chỉ bài những cái y báo và chánh báo của cõi Tây Phương Cực Lạc trong 16 các quán gọi là thập lục quán. Ở trong đó Đức Phật trình bày những cái cảnh giới của thế giới cực lạc do công đức tạo thành, màu nhiệm trang nghiêm cảnh giới đó gọi là y báo, và chư Phật, chư Bồ Tát, thánh chúng ở đó gọi là chánh báo, tức là những người, những cái vị Phật, Bồ Tát và nhân dân ở cái quốc độ đó. Thì trong 16 pháp quán như vậy trình bày rõ những y báo và chánh báo của thế giới cực lạc, thì hành giả khi mà căn cứ theo những lời kinh rồi dùng trí để mà suy niệm cho đến khi thành tựu pháp quán, thì tâm định có thể nhìn thấy cảnh Tây Phương cực lạc và tự thân có thể dạo chơi những cõi cực lạc. Pháp quán này khi thành tựu thì có công đức vô lượng và chắc chắn rằng sẽ được vãng sanh. Tuy nhiên về cái phần quán tưởng này nó cũng khó có thể thực hiện được, khó có thể thành tựu, tại vì chỉ có những người căn cơ đăng lợi và thượng căn mới thành tựu nổi thôi. Bây giờ nó có 5 cái điều khó thành tựu. Điều thứ nhất khó thành tựu là người nào căn độ mà hành cái này thì cũng không thành tựu được. Thứ nhất là căn độ khó thành tựu. Thứ hai là tâm thô thì cũng khó thành tựu. Thứ ba thì nếu mà chúng ta không biết khéo nguyễn chuyển thay đổi cái phương thức hành trì trong lúc mà tu tập thì cũng khó thành tựu. Cái điều thứ tư là nếu mà chúng ta có cái sự ký ức ghi nhận mà kém, cái ký ức chúng ta ghi nhận kém thì cũng không thể thành tựu được. Và điều thứ năm thì cái tinh lực yếu kém cũng không thể thành tựu được. Tinh lực đây là sức mạnh của tinh thần, cái sức lực của tinh thần, cái sự tập trung của mình đó, nếu mà yếu kém thì cũng không thể quán tưởng được thành tựu. Do đó cái môn quán tưởng này tuy đúng là trong cái hành môn của cái pháp môn tịnh độ và nó có cái công đức vô lượng, nhưng cái phần nhiếp cơ của nó, nhiếp căn cơ của nó thì cũng chọn lọc là những cái bậc thượng thôi. Cho đó chúng ta chỉ biết qua, và phần hành trì cụ thể thì có lẽ chúng ta cũng
cũng để dành riêng cho một số người nào phù hợp thôi, chứ không phải phổ cập trong đa số quần chúng. Cái phương thức niệm Phật thứ ba tức là quán tượng niệm Phật, tức là người ta để trước mặt một cái ảnh tượng của Đức Phật, dùng mắt, dùng tâm ghi nhận tất cả những đường nét. Và khi người ta lấy tượng Phật đi, nhắm mắt lại thì người ta tưởng tượng lại cái tất cả những cái hình thể chi tiết về cái bức tượng đó. Cho đến khi thành tựu thì dù cho mắt nhắm mắt mở, dù cho có tượng Phật trước mặt hay không, chúng ta vẫn có hiển hiện Đức Phật ở trong cái hình tượng đó. Thì pháp này cũng dùng cái sức chú tâm tưởng niệm, thì cái này cũng gần như là quán tưởng vậy đó. Do đó nó cũng có một cái sự khó khăn, tức là hãy ghi nhận ấn tượng kém hoặc là tinh lực không được mạnh mẽ thì cũng không có thành tựu được. Mà tâm kinh thì cũng không có nói về phần quán tưởng này, cho nên chư tổ chỉ đặt ra để có thể là hỗ trợ cho phần trì danh niệm Phật, hỗ trợ để giúp cho phần trì danh này có thêm cái sức nhiếp tâm. Nhờ có bức tượng trước mặt mà chúng ta dễ nhiếp sáu căn để mà nối liền cái chánh niệm. Do đó chỉ phần này chỉ dành cho sự kiêm tu hơn là chuyên tu. Kiêm tu tức là tu kèm theo đó. Và phần thứ tư tức là phần rộng rãi, tất cả mọi căn cơ đều có thể tu tập được dễ dàng, đó là trì danh hiệu Phật. Trong phần trì danh này, chư tổ đều có xiển dương. Như Ngài Thiện Đạo, Ngài nói rằng Đức Đại Thánh, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, xót thương, chỉ dạy, khuyên thẳng nên là niệm cách trì danh hiệu. Vì nếu mà có thể giữ mỗi niệm nấu nhau á, thì 10 người tu 10 người được giảng sanh, 100.000 người tu thì 100.000 người được giảng sanh, không sót ngộ. Bởi vì chuyên tu nó có một cái lợi ích đó, là do không có tạp duyên cho nên dễ thành chánh định. Do gì hợp với cái bản nguyện của Đức Phật Di Đà, do gì đúng theo kinh giáo đã truyền lại, và do gì phù hợp với những lời của Phật dạy. Do những điều kiện đó mà phương thức trì danh nó rất là giản tiện, rất là phù hợp cho tất cả mọi người đều có thể dùng cái phương thức này được. Một vị đại sư nữa là Diệu Tâm Đại Sư cũng có cái chuyện phân tích để so sánh để chúng ta thấy cái pháp môn, cái phương thức trì danh rất là ổn đáng. Ngài nói rằng phép quán tưởng không dễ gì thành tựu, người giữ giới thì cũng không có dễ gì mà chọn được giữ cho nó chu toàn. Còn nói về cái phần liễu ngộ thì cũng không phải là dành cho những người có căn cơ kém. Và đến cái chuyện mà tu phước hồi hướng thì cũng không phải là hôm sớm có thể thành công được. Nói về người có thể bền chắc cái đại nguyện lại càng ít hơn nữa. Cho nên chỉ có cái phương thức là nếu không có nương vào cái sự chân thật trì danh để tìm nẻo thoát ly đó, thì tất là sẽ chìm vào trong cái biển khổ và hằng chịu sự luân hồi. Lúc đó dù cho ngàn Phật có thương xót từ bi cũng không thể nào mà cứu vãn được. Hơn nữa cái pháp môn, cái phương thức trì danh lại gồm nhất cả ba căn, tức là thượng trung đều, thượng trung hạ đều có thể sử dụng, đều có thể tu tập được. Cho nên đây là một cái phương thức tốt đẹp nhất, ổn đáng nhất, yên ổn và thích đáng nhất. Ngài Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông, gần đây nhất á, cận đại, thì Ngài cũng có cái sự phân tích để khuyên nhắc chúng ta. Ngài nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Thật tướng và quán tưởng là hai cái phương thức mà nó đưa đến những kết quả rất là thù thắng, rất là tốt đẹp, nhưng mà rất khó hành trì. Bây giờ chúng ta dùng cái phương thức trì danh thì cũng được giảng sanh về Tây Phương. Mà khi giảng sanh về Tây Phương thì không cần quán tưởng cũng thấy cảnh Tây Phương trước mắt, đó là hiện thực. Và khi về Tây Phương rồi chúng ta nỗ lực tu tập theo đủ những cái thánh duyên đó thì chúng ta cũng lần lần chứng được thật tướng. Mà bây giờ không cần dùng thật tướng trì danh, không cần dùng cái niệm Phật, niệm về thật tướng, thì đến chừng đó ta cũng thành tựu được cái thật tướng. Cho nên Ngài nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Do đó thì chúng ta thấy cái môn trì danh này rất là tốt đẹp và nó phù hợp với sự hành trì của tất cả những cái hạng người. Trong phần trì danh này có bốn cái phương thức, bốn cái trạng thái, từ thô cho tới tế. Thô nhất á, rõ ràng nhất á, đó là cao thâm trì danh. Kế đó là đê thâm trì danh. Và thứ ba đó là kim can trì. Thứ tư đó là mặt trì. Đó là những hành thức từ thô cho đến trạng thái tế. Cao thâm trì tức là niệm ra tiếng đó. Ví dụ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà dù chúng ta niệm thật nhỏ là Nam Mô A Di Đà Phật thì cái đó vẫn gọi là cao thâm. Hãy phát ra âm thanh thì gọi là cao thâm. Mà khi chúng ta phát ra âm thanh thì chỉ có phát ra trong lúc chúng ta thở hơi ra thôi. Khi chúng ta lấy hơi vào thì chúng ta không thể thở phát âm được, cho nên ta chỉ niệm trong lúc thở ra. Cái bằng niệm cao thâm này có cái công dụng là phá trị cái sự không trầm rất là công hiệu. Kế đó là đê thanh trì danh, tức là khi mà chúng ta nói chuyện nho nhỏ gì đó, kê sót cho lỗ tai người nào đó, ta chỉ nói được phát ra hơi gió lào xào thôi, thì khi mà phát ra như vậy nó gọi là đê thanh.
khi ta niệm Phật theo cái mức độ như vậy đó gọi là đê thanh trì. Thì mức độ này ta niệm phát ra cái hơi gió, và khi ta niệm như vậy thì dù cho thở ra hay thở vào ta vẫn niệm được và không có trở ngại. Phần thứ ba tế nhị hơn, tức là kim can trì, tức là ta chỉ xẹt xẻ mắt mái môi lưỡi thôi, chứ không có phát ra hơi gió, dù cho kê sát vào lỗ tai thì cũng không có phát ra cái hơi gió âm thanh nào hết. Thì đó gọi là kim can trì. Và thứ tư mặt trì, tức là hình thức tế nhị nhất của cái sự trì danh, tức là hoàn toàn ta không có mắt mái môi lưỡi gì hết, hoàn toàn ta yên lặng nhưng mà trong tâm thì nối tiếp những câu Phật hiệu. Thì phương pháp về mặt trì thì nó lợi điểm cái là nó làm chúng ta đỡ cái tốn hơi sức và yên lặng, nó ít cái làm phiền rộn tới ai. Nhưng mà nó có một cái điều nó bất lợi là những người sơ cơ tu tập thì cái tâm nó không có được chuyên chú, cho nên dễ bị hôn trầm tấn công. Cho nên khi mà chúng ta có thể thay đổi bốn cái trạng thái đó, bốn cái trình độ từ thô tới tế đó mà chúng ta tu tập, khi thì nếu mà chúng ta niệm cao sinh chúng ta thấy nó hao hơi hao sức thì chúng ta có thể niệm đê sinh hoặc là kim cang, thấy vẫn còn hao sức thì chúng ta mặt trì, mà nếu mặt trì nó hôn trầm thì ta đổi lại niệm cao sinh. Thì như vậy chúng ta có thể luân chuyển thay đổi mà chúng ta áp dụng tùy theo cái hoàn cảnh này phù hợp cho cái tâm nguyện tâm niệm của chúng ta, làm sao cho nó được rành rẽ rõ ràng. Thì các vị cổ đức nói rằng niệm cao sinh nó có 10 cái lợi ích thế này. Thứ nhất á, là nó có thể phá trị được phong trầm. Thứ hai là vang động mười phương. Thứ ba là thiên ma kinh sợ, bởi vì cái người hành đạo tinh tấn vậy là thiên ma sợ lắm. Thứ tư á, là ba đường ác dứt khổ, nhờ có những âm thanh nó xuất hiện ra đây, âm thanh nó phát ra đây mà các đường khổ, ba đường khổ là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, nhờ đó nương theo đó được giải thoát, được dứt khổ. Thứ năm á, là có thể ngăn chặn được cái tiếng ngoài không xâm nhập. Thứ sáu thì giữ cho niệm tâm không tán loạn. Thứ bảy thường được tinh tấn. Thứ tám thì chư Phật quan hỷ, chư Phật thấy người nào niệm cao thâm vậy là quan hỷ lắm, chư Phật vui mừng. Thứ chín là tam muội hiện tiền, và thứ mười là được giảng sanh tịnh độ. Mười cái công dụng đó là mười cái công dụng của cái niệm Phật cao thâm. Nhưng mà niệm Phật cao thâm cũng như tôi vừa nói đó, chỉ phù hợp cho một số người nào có cái khí lực tốt thì mới có thể niệm cao thâm được mà không có bị mệt mỏi. Đó là bốn cái phương thức để mà từ trạng thái thô đến tế, khi mà chúng ta có thể thay đổi xoay chuyển để chúng ta áp dụng phần trì danh. Về phần trì danh đó thì nó còn 10 cái cấp để trì danh nữa, mà chúng ta nếu mà có thời giờ xem lại trong niệm Phật tập yếu của ngài Thích Thiện Tâm, ở đây tôi chỉ kể lượt qua thôi. 10 cái phương thức trì danh đó là: thứ nhất là phản văn trì danh, tức là người ta vừa niệm mà vừa lắng tai nghe cái câu niệm Phật, dù cho chúng ta niệm cao thinh, dù cho chúng ta niệm đê thinh, hay là niệm kim cang hoặc là niệm thầm gì thì vẫn có cái tướng niệm, tức là vẫn có cái câu Nam Mô A Di Đà Phật âm thầm vậy đó, và ta lắng tai ta nghe được rành rẽ rõ ràng, thì vừa niệm mà vừa lắng tai nghe gọi là phản văn trì danh. Cái phần phản văn trì danh này nó dùng để chúng ta đánh tan được vọng niệm rất là tốt, là phương cấp rất là mầu nhiệm để mà phá được cái vọng niệm. Đó là phản văn trì danh, tức là trì danh là nghe ngược trở lại. Đó là thứ nhất. Thứ hai là sổ tâu châu trì danh, tức là người ta dùng chuỗi để người ta lần chuỗi đó. Ta, mỗi lần người ta lần qua một hạt chuỗi thì người ta niệm một câu hiệu Phật. Thì cái phương thức này nè, nó có cái tác dụng giống như người đi đường có chiếc gậy, nương theo chiếc gậy rất là vững vàng, rất là chắc chắn. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, tức là vị tổ thứ 9 đó, ở trong Tịnh Độ Tông đó, ngài có dạy như vậy: muốn đi đến sự tam muội hiện tiền đó, cũng không có gì cái khó khăn kỳ diệu, mà chỉ cần lúc ban sơ chúng ta dùng chuỗi để chúng ta ghi số, mỗi ngày ấn định là hoặc một muôn hoặc hai muôn ba muôn cho đến 10 muôn câu, và cứ giữ chắc như vậy cho đến suốt đời, mà cứ niệm mà cứ ghi số để mà giữ cái thời khóa, người ta chắc có thể từ hai muôn ba muôn hoặc đến 10 muôn, và cứ niệm như vậy cho đến khi thuần thục, khi mà không khởi niệm để dẫn niệm thì lúc đó có ghi số hay không ghi số gì cũng không cần. Thì lúc ban sơ chúng ta phải nương theo cái sâu chuỗi để chúng ta niệm như vậy. Thì như vậy lần lần thì chúng ta sẽ đến được cái trạng thái gọi là thuần thục. Còn nếu không, mới đầu mà chúng ta chỉ chấp vào cái chuyện mà người ta sợ rằng mình tu vậy nó trước tướng, tu vậy người ta thấy mình tu thấp, người tu cao đâu có cần phải có những cái phương tiện để mà làm dò vậy, cho nên mình phải tỏ ra mình tu cao. Thì những cái người như vậy đó, do tính nguyện không được sâu thiết, và như vậy đó, ngài nói rằng những người như vậy dù có giảng được 12 phần giáo hay là có thể thông suốt được 1700 công án thì tất cả những chuyện đó đều là ở bên lề sanh tử thôi, đến lúc lâm chung không có dùng được cái gì đó. Cho nên cái điều đó này rất là tán dương về môn sổ châu, nó giữ cho chúng ta tránh được cái sự giải đãi biến trễ và lui sụp trong cái khi mà tu tập, bởi vì mình đã có cái định khóa, mình có ghi số hẳn hoài, bắt đầu mình căn cứ vào đó giữ cho nó đúng số thôi,
Đó là phần thứ hai là sổ cho chị tùy danh. Phần thứ ba là chúng ta tùy tức tùy danh, tức là niệm Phật theo hơi thở. Khi mà hơi thở đi ra không trở vào thì chúng ta chết. Cho nên phải mỗi niệm mà nương theo hơi thở, hoặc là thở ra thở vô niệm một niệm, hoặc là thở vô niệm một niệm, thở ra niệm một niệm, thì tùy theo chúng ta. Nhưng mà niệm cái này thì chúng ta nương theo hơi thở, đến khi mà lúc lâm chung ta hơi thở trước vừa tắt thì hơi thở sau cũng sẽ có cái niệm ra về cực lạc. Nhưng mà phép này thì các vị cổ đức khuyên dạy rằng chúng ta nên niệm cho ta ra tiếng. Chứ còn nếu mà niệm thầm thì nó dễ lạc vào trong cái ngũ đình tâm quán ở bên tiểu thừa. Đó là phần thứ ba là tùy tức tùy danh. Phần thứ tư là tùy đảnh tùy danh, tức là người ta niệm làm sao cho nó luân chuyển mà nó nối tiếp với nhau, không có chỗ khe hở, tức là câu này gối đầu câu kia, tùy đảnh tức là đuổi theo để mà gối đầu câu kia, thì liên tục như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được cái niệm liên tục, không có bị vọng tưởng xen vô. Thứ năm là giác chiếu tùy danh, tức là vừa tùy danh mà vừa xoay vào trong cái bản tâm của mình, thì đây thuộc về hành môn của phần bậc thượng, cho nên tuy có tâm đức cao siêu nhưng mà ít có người hành được, chỉ biết quan thôi. Phần thứ sáu tức là chúng ta lễ bái tùy danh, tức là vừa lại Phật mà vừa niệm Phật. Có khi chúng ta lại một lại niệm một niệm, hoặc là có khi lại một lại mà chúng ta niệm bốn niệm, sáu niệm, mười niệm gì đó tùy. Có khi thì một mặt chúng ta cứ niệm mà một mặt chúng ta cứ lại, khỏi phải tùy thuộc với nhau. Thì cái phần lễ bái tùy danh này có một cái công dụng là để phá trị hôn trầm. Khi mà chúng ta tu hành nỗ lực như vậy nên nhiều khi chúng ta mệt mỏi nó sinh ra hôn trầm, thì dùng lễ bái tùy danh này thì nó làm chúng ta tỉnh thức trở lại, không có hôn trầm, niệm cho được rõ ràng. Và phần thứ sáu là lễ bái tùy danh. Phần thứ bảy đó là ký thập tùy danh, tức là niệm mà chúng ta niệm từ 1 tới 10. Ngài Đản Quang Đại Sư cũng tuyên dương cái pháp môn này, cái phương thức này, tức là ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 cho tới Nam Mô A Di Đà Phật 10, rồi trở lại Nam Mô A Di Đà Phật 1. Vì chúng ta niệm mà phải ghi nhớ cái số, vì chúng ta không có chú tâm ghi nhớ thì chúng ta quên ngay, không biết Nam Mô A Di Đà Phật mà tới mấy rồi đây. Thì như vậy nhờ cái chú tâm đó mà tâm chúng ta sẽ không có bị tạp tưởng xen vô, sẽ dễ chuyên tâm nhất ý. Và như vậy thì cái môn này nó cũng tránh được vọng tưởng rất là hay. Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng tuyên dương về cái phần này. Đó là phương thức thứ bảy là ký thập tùy danh. Thứ tám là quan trung tùy danh. Có những người khi mà niệm Phật như vậy thấy những cái hình tướng nó xấu xa hoặc là đen tối ở trước mắt, cho nên người đó được các vị cổ đức người ta khuyên dạy khi mình niệm Phật phải quán xét là mình ngồi trong cái vùng ánh sáng thanh tịnh mát mẻ, tâm trí của mình được thơ thế nhẹ nhàng. Thì nhờ cái phần quán tưởng đó mình thấy mình ở trong cái vùng ánh sáng, gọi là quan trung, tức là ở trong ánh sáng, thì nhờ vậy có thể tránh được những cái tướng nhơ ác tối tâm kia. Cái phần thứ tám, thứ bảy là quan trung tùy danh, thứ tám là liên hoa tùy danh. Vì ở cõi cực lạc có bốn đóa hoa sen, tức là hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng. Cho nên các vị cổ đức cũng đặt ra các phương thức tùy danh, là mỗi một niệm như vậy đó để chúng ta chuyên tâm, để chúng ta cột cái tâm ý chúng ta. Thì một cái niệm như vậy, chúng ta khi niệm Phật chúng ta tưởng qua đó hoa sen xanh, niệm kế chúng ta tưởng đó có một cái đóa hoa sen vàng, mỗi một niệm vậy là một đóa hoa sen, và như vậy cứ liên tục tới hoa sen trắng rồi tới hoa sen xanh trở lại. Thì như vậy gọi là liên hoa tùy danh. Người nào mà tu pháp môn này thì sẽ thành tựu cái gọi là diệu liên hoa tam muội. Đó là chính cái phương thức tùy danh. Còn cái phương thức tùy danh cuối cùng gọi là quán Phật tùy danh. Đó là căn cứ vào trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là quán kinh đó, cái quán thứ 13, quán cái thân tướng của Đức Phật A Di Đà. Thì cái phần vừa niệm Phật vừa quán tưởng như vậy thì nó cũng giúp cho chúng ta dễ quên được cái ý tưởng, cho nó được chuyên nhất. Nhưng mà cái phần quán tưởng nó chỉ là tiêm phụ thôi, phần tùy danh là chánh. Đó là 10 phương thức tùy danh tôi nói vừa qua. Quý Phật tử có thể xem lại kỹ ở trong cái quyển niệm Phật thập yếu á. Đó là cái phần chánh hạnh, tức là về phần nói về sự niệm Phật. Bây giờ chúng ta qua cái phần trợ hạnh, tức là phần phụ trợ để cho cái sự nghiệp tu tịnh độ của chúng ta được thành tựu. Cũng giống như người ngoài đời làm tất cả mọi cái nghiệp sự ở ngoài đời để thành tựu cái sự nghiệp thế gian, thì khi mà chúng ta tu hành mà tu về tịnh độ, tức là chúng ta tạo tất cả những công đức phước lành để mà chúng ta thành tựu cái sự nghiệp được giảng sanh về tịnh độ. Cái sự nghiệp giảng sanh về tịnh độ gọi là tịnh nghiệp. Và như vậy thì người tu tịnh nghiệp có ba điều như thế này, chúng ta khi tu về tịnh độ cũng cần nên biết để mà chúng ta tu hành cho nó trọn vẹn và dễ thành đạt được cái kết quả. Điều thứ nhất của tịnh nghiệp á, tức là phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Phật tử nào tu tịnh độ mai mốt hỏi lại về cái sự nghiệp tịnh độ của mình thì phải biết, người tu tịnh nghiệp thì phải biết ba cái điều này. Điều thứ nhất là gì? Là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng,
tâm từ bi không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Điều thứ hai đó là quy y Tam Bảo, thọ trì giới luật, chẳng phạm oai nghi. Điều thứ ba đó tức là phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và khuyên người tu niệm. Bây giờ cái điều thứ nhất tức là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Hiếu dưỡng cha mẹ tức là người ta phụng dưỡng cha mẹ ở nhà, không phải là nuôi kiểu như nuôi chiếu lệ, nuôi trả nợ, mà là nuôi với tấm lòng thương kính và hiếu thảo để phụng dưỡng cho cha mẹ được hạnh phúc. Nhưng mà đó là do lo về cái mặt vật chất cho cha mẹ được đầy đủ. Người con có hiếu mà có cái suy tư, người tánh đạo mà hiểu biết gì về giáo pháp của Đức Phật đó, thì chưa lấy làm hài lòng khi mà mình phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ về mặt vật chất. Vì sao? Vì biết rằng sau mấy mươi năm nữa khi cha mẹ qua đời, thì dù cho chúng ta có đầy đủ vật chất đến đâu đi nữa cũng không thể nào giúp đỡ cho cha mẹ được hạnh phúc an lạc. Vì lúc bấy giờ cha mẹ sẽ đi theo nghiệp lành hoặc dữ của cha mẹ của mình thôi. Và như vậy muốn cho đến lúc đó cha mẹ vẫn được hạnh phúc thì sao? Ngay trong hiện tại, ngoài cái phần mà chúng ta phụng dưỡng đầy đủ vấn đề vật chất, thì chúng ta còn phải khuyến khích, an ủi, hướng dẫn và an trú cha mẹ mình vào thiện pháp, vào chánh pháp, để sau khi thân hoại mạng chung, cha mẹ mình vẫn nương theo những cái nghiệp thiện lành đó mà vẫn được hạnh phúc. Và trong số những nghiệp thiện lành thì không gì hơn, không có cái hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc giải thoát. Và không có một cái chỗ nào an toàn hơn để cho cha mẹ mình sau khi qua đời, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ phải làm sao vừa phụng dưỡng về mặt vật chất mà vừa làm sao an trú cho mẹ vào cái niềm tin về tịnh độ, có cái nguyện hướng về tịnh độ để cho mẹ mình được vãng sanh sau khi thân hoại mạng chung. Thì như vậy mới là cái trọn cái hiếu của người con, đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, thờ kính những vị thầy của mình. Sư trưởng thì có hai bậc, tức là sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế gian. Sư trưởng thế gian dạy chúng ta lễ nghĩa đời, sư trưởng xuất thế gian dạy chúng ta con đường giải thoát. Thì kính thờ sư trưởng á, cái phần kính thờ này có gọi là phụng thờ sư trưởng. Phụng tức là vân hành theo, phụng tức là vân. Như vậy thì phụng thờ sư trưởng á, tức là người ta thờ kính mà phải vân theo lời chỉ dạy, để mà chúng ta có thể từng bước một ta tiến bộ trên con đường giải thoát. Nếu là sư trưởng thứ thế gian thì thờ kính, các người xưa người ta nói rằng cung kính bất như trung mệnh, thờ kính không chưa đủ, mà cái thờ kính đó là để vân nghe theo, thực hành theo những lời dạy, để ngài một cái tinh tấn trên con đường giải thoát. Đó là phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại. Tâm từ bi này thì tùy theo chúng ta có tâm từ bi nhiều hay ít, mà cái sự sát hại chúng ta cũng có tùy theo đó mà nhiều hay ít. Nếu mà người càng từ bi, có cái lòng từ bi càng lớn á, thì càng thương xót đến những sinh mạng càng nhỏ. Những người có lòng từ bi càng lớn á, thì thương xót đến những sinh mạng của các vật càng nhỏ. Thì tùy theo mức độ từ bi chúng ta mà chúng ta sẽ ta tôn trọng và bảo đảm sự an toàn về sinh mạng của tất cả chúng sanh. Tu trọn 10 nghiệp lành. 10 nghiệp lành ở đây thì do ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta mà chúng ta có ba điều ác. Từ bỏ ba điều mà chúng ta có, do thân, do khẩu, do ý mà chúng ta có 10 điều ác. Và chúng ta từ bỏ 10 điều ác đó chúng là tức là chúng ta tu trọn 10 nghiệp lành. Thân có ba điều ác là không là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Nếu chúng ta từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm thì đó là chúng ta đã thành tựu ba cái nghiệp lành, ba cái điều lành của thân. Miệng có bốn cái điều ác, tức là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tức là nói dối, khoe khoang, năm tập, rủa chửi đó. Nếu chúng ta từ bỏ được vọng ngôn, từ bỏ ỷ ngữ, từ bỏ lưỡng thiệt, từ bỏ ác khẩu thì đó là chúng ta đã thành tựu bốn điều lành của miệng. Cái điều ba điều lành của ý, ba điều ác của ý đó là tham lam, sân giận, si mê. Thì chúng ta từ bỏ tham lam, từ bỏ sân giận, từ bỏ sự si mê tà kiến thì chúng ta thành tựu ba điều lành của ý. Nhưng mà cái tham lam, sân giận, si mê là gốc, là nguồn gốc của tất cả các nghiệp tội, cho nên không dễ gì chúng ta từ bỏ được. Nếu chúng ta chỉ cần giữ giới thì chúng ta có thể từ bỏ được những nghiệp ác của thân và khẩu, giữ giới thì được rồi đó. Nhưng mà giữ giới không mà tu tập tiếp tục nữa thì cũng chưa dễ gì mà khắc trừ được tham lam, sân giận, si mê. Cho nên trong bước đầu để mà thành tựu 10 điều lành thì ta chỉ trừ được những cái tham lam, sân giận, tà kiến mà nó thuộc về phần thô, thuộc về phần dễ thấy, dễ trừ thôi. Tức là ta chỉ dứt trừ được cái tham này là cái tham thô, tức là cái tham của người khác, không phải do của cải của chúng ta, không phải do sở hữu của chúng ta, mà chúng ta muốn sử dụng, ta muốn hưởng thụ, ta muốn gom về, ta muốn tích chứa
Thì như vậy đó gọi là cái tham lam, gọi là cái tà tham hay là tham lam. Thì bây giờ ta dứt trừ trước cái tham đó đi. Còn những cái tham vi tế khác thì có lẽ đến cái mức độ như là vị A-la-hán mới có thể dứt trừ được. Thì bây giờ chúng ta dứt trừ những cái tham thô trước, rồi về sân á, thì có những cái mức độ sân. Như là có người thì buồn phiền chút ít thôi, có người thì giận hờn chút ít thôi. Nhưng mà có người cái mức độ sân nặng đến quán giận và có thể tìm cái phương cách để hại người khác, thì cái sân đó gọi là cái sân thô rồi đó. Cái sân mà mình có khởi lên cái ý nghĩ muốn toan tính để hại người khác, cho hả cái lòng sân của mình. Thì bây giờ trước hết á, chúng ta phải dứt trừ cái sân đó đi, để mà tu tập 10 nghiệp lành. Tức là cái sân mà muốn hại người khác. Dĩ nhiên ở trên đời ai cũng còn cái sân bực bội tức tối, nhưng mà chúng ta ý thức rằng đó là những cái tai hại, những cái tác hại. Vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta khởi lên cái niệm sân thì chúng ta đã tự hại trước. Nếu thường quán tưởng như vậy thì chúng ta sẽ diệt lần lần cái sân nó nhẹ yếu bớt. Trước hết là cái sân để mà toan tính hại người ta. Về cái si thì si là đến trình Bồ Tát, mà đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn cái si, gọi là vi tế vô minh. Chỉ có Đức Phật mới hoàn toàn ra khỏi ngôi nhà vô minh mà thôi. Cho nên về cái si này nó có nhiều cái sự vi tế lắm. Ta chỉ có đoạn tuyệt được cái sự thần đơn giản, thần thô thôi. Tức là những cái tà kiến. Những cái tà kiến như là không có tin về nhân quả, không có tin rằng có đời sau, không có tin rằng làm tất cả phước lành thì được cái kết quả hạnh phúc, làm tất cả những nghiệp dữ thì bị cái kết quả khổ đau. Nếu chúng ta không có tin được điều đó thì gọi là tà kiến. Đó là cái phần si rất thô. Bây giờ ta là người hiểu biết giáo pháp của Đức Phật thì ta phải trừ dứt cái đó. Tức là ta phải tin nhân quả nè, tin có đời sau. Thì như vậy đó làm ta dứt được 10 điều ác. Như vậy thì ta chọn được tu chọn 10 điều lành. Đó là điều thứ nhất của tu tịnh nghiệp. Tôi nhắc lại, tức là thiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại và tu chọn 10 nghiệp lành. Điều thứ hai là chúng ta quy y Tam Bảo, thọ trì giới lực, chẳng phạm oai nghi. Quy y Tam Bảo tức là chúng ta bắt đầu nhận tranh ra cái sự quý báu của ba ngôi quý báu trên đời này, tức là Phật, Pháp, Tăng. Nhận thấy đó là cái con đường, đó là nơi nương tựa mà chúng ta có thể y cứ vào đó để mưu tìm cái hạnh phúc, đến cái hạnh phúc rốt ráo cho mình. Thấy được sự quý báu của Phật, những cái đức tánh từ bi, trí tuệ và dũng mãnh của Đức Phật. Thấy được sự cao quý của Pháp, tức là chân chánh bình đẳng và đưa đến sự giải thoát. Thấy được cái lợi ích quý báu của Tăng, tức là hòa hợp thanh tịnh để ta nương theo, hướng về sự giải thoát. Thấy được ba sự quý báu đó, rồi ta nương tựa vào đó bằng sự quy y. Nhưng cái điều quan trọng của chúng ta ở đây, thường thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta hành cái lễ quy y qua cái nghi thức nào đó do một số chư tăng truyền thụ, thì như vậy làm ta quy y xong. Nhưng mà đúng ra sự quy y đó chỉ là cái nghi thức xong thôi. Quy y là cả suốt một cuộc đời của chúng ta. Quy y là cả một suốt một cái vô lượng kiếp nào mà chúng ta còn sanh tử thì vẫn là phải hành y theo thôi. Cho nên quy y tức là người ta phải thực hành y theo những cái lời hướng dẫn, lời dạy, tức là đi theo cái con đường hướng tới sự giải thoát hạnh phúc. Quy y là vậy, chứ không có nghĩa là quy y là thực hành xong một cái lễ nghi nào đó. Cho nên có một số người nói, tôi quy y lâu lắm rồi, tôi đi tịnh xá lâu lắm rồi, hồi sư tổ là thí dụ vậy đó. Hay có những người nói rằng tôi đã quy y rất lâu, nhưng mà rất lâu như vậy thì xét lại tự thân mình đó, thì những cái phiền não nghiệp trước vẫn còn y thôi. Và những cái việc lành của mình đó thì nó cũng vẫn còn y vậy thôi. Còn y có nghĩa là nó không có tăng trưởng thêm chút nào hết. Ăn chay 4 ngày thì vẫn còn 4 ngày, ăn chay 6 ngày thì vẫn còn là 6 ngày hoài thôi. Thì như vậy đó mình có thể ỷ lại vào cái chuyện tôi đã quy y lâu lắm, ỷ lại vậy được không? Không được đâu. Như vậy thì rõ ràng chúng ta phải hiểu cái nghĩa quy y có nghĩa là hành y, chứ không có nghĩa là giữ y. Giữ y tức là điều lành làm được cái gì rồi thì y nguyên vậy thôi. Ăn chay 6 ngày thì tới bây giờ cũng ăn chay 6 ngày thôi chứ không bước thêm bước nào hết. Còn phiền não giận hờn thì hồi xưa phiền não giận hờn vậy, mà quy y xong đến giờ mấy mươi năm cũng còn y là phiền não giận hờn vậy thôi chứ không giảm bớt chút nào. Như vậy thì rõ ràng chúng ta quy y là đại diện y thôi, mà điều đó không có đúng ý nghĩa của quy y. Cho nên làm sao quy y mà chúng ta có thể hành y được, tức là những cái pháp lành chúng ta thay đổi nó, tăng trưởng nó. Cái nào chưa phát sanh làm cho phát sanh, cái nào đã phát sanh rồi làm cho tăng trưởng. Còn những ác bất thiện pháp, cái nào chưa phát sanh thì chúng ta ngăn nhất không cho phát sanh, cái nào đã phát sanh rồi thì chúng ta trừ diệt nó. Thì như vậy mới gọi là đúng cái nghĩa quy y Tam Bảo và chúng ta mới có lợi ích. Thọ trì giới luật, cái phần thọ trì giới luật này rất là quan trọng. Vì chúng ta tu tập mà không có giữ gìn giới luật thì cái chuyện đó chúng ta làm cái chuyện không công. Tôi có một ví dụ này để chúng ta dễ nhận định. Giả sử như chúng ta có một cái hồ nước, thì bây giờ ta có cái hồ chứa nước mà có các cái vòi nước ở dưới á, các cái vòi nước nó chảy ra để chúng ta dặn ra xài. Tôi ví dụ như có 5 cái vòi nước,
Bởi vì Phật tử chúng ta thường thường hàng tại gia gọi là có năm giới đó: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bây giờ có một cái giò, có một cái cây chặt nước mà người ta xây lên, ở dưới có năm cái giò nước để mà trải ra. Thì bây giờ người ta bơm nước cho nó đầy cái hồ. Nhưng mà khi người ta bơm nước như vậy thì mấy cái giò ở dưới người ta mở trống hết rồi. Vì vậy giò nước ở trên này bơm vô bao nhiêu á thì nó sẽ theo năm cái giò mà chúng ta chưa khóa lại đó, năm cái đó nó ra hết. Như vậy có bao giờ người ta bơm được đầy hồ không? Chắc là không bao giờ bơm đầy hồ. Vô bao nhiêu nước công đức thì nước công đức nó chảy ra hết. Cái sự bơm vô ở trên nó tức là người ta quân tập công đức làm tất cả những cái việc lành, kể cả sự niệm hồng danh của Đức Phật, tức là công đức vô lượng. Khi ta niệm hồng danh Đức Phật hay làm tất cả những cái nghiệp sự lành trên thế gian thì cái đó cũng như ta quân tập công đức, giống như ta bơm nước vô cái hồ, ta bơm cho nó đầy. Nhưng mà ta không có giữ giới, cho nên tất cả những công đức nó sẽ thất thoát và mất mát đi, giống như là nó sẽ chảy theo năm cái giò nữa ở phía dưới mà chảy mất hết, không bao giờ đầy hồ được. Bao nhiêu công đức đều thất thoát, đều mất mát hết. Như vậy nếu mà ta niệm Phật hay làm công việc lành mà không giữ giới thì cũng giống như là cái tình trạng hồ nước như vậy đó. Quý Phật tử thấy rõ để mình ta thấy cái tầm quan trọng của sự giữ giới. Thì như vậy chúng ta khi niệm Phật như vậy, chúng ta phải giữ tròn giới lực thì sự niệm Phật mới có được cái kết quả. Kế đó phần thứ ba, thứ nhì tức là gì? Thọ, là quy y tam bảo, giữ thọ trì giới lực chẳng phạm tai nghi. Phần thứ ba tức là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên người tu niệm. Cái điều thứ ba của tu tịnh nghiệp này tức là trước hết là phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm nó có cái công đức vô lượng. Tại vì do chúng ta cũng trong một cái thân thể này thôi, cũng với những cái ý tưởng như vậy thôi. Nếu mà chúng ta phát tâm rộng lớn thì công đức nó sẽ vô lượng. Mà phát tâm nhỏ hẹp thì công đức nó cũng theo cái sự phát tâm đó mà nó cũng nhỏ nhoi theo. Tôi là có một cái thí dụ vậy cũng cụ thể để cho quý Phật tử thấy được cái lợi ích của sự phát bồ đề tâm. Cũng như trong trường hợp cái hồ nước vừa rồi đó. Bây giờ chúng ta giữ giới đàng hoàng, tức là chúng ta siết chặt tất cả những cái giòi nước có thể làm thất thoát nước chảy ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta xây cái hồ mỗi bề nó có một thước thôi, bề ngang một thước, bề dài một thước, bề đứng xuống một thước, như vậy thì nó chứa được một thước tối à. Và bây giờ ta làm tất cả những công đức lành, ta quân tập tất cả những công đức lành, ta quân tập câu niệm Phật, hồng danh của Đức Phật A Di Đà là công đức vô lượng, ta quân tập thì cũng giống như làm ta bơm nước vô vậy. Thì bơm nước vô khi mà ta được đầy cái hồ đó, đầy một thước khối rồi đó, thì ta tiếp tục làm các công việc lành nữa, tiếp tục niệm Phật nữa thì nước tràn ra. Mặc dù ở dưới ta khóa chặt những cái trời nước rồi, ta giữ giới đàng hoàng rồi, nhưng mà vì ta phát tâm nhỏ hẹp chỉ mong cầu sự giải thoát hạnh phúc của riêng tư mình, cho nên cái lòng của chúng ta nhỏ hẹp giống như cái hồ nước chỉ có một thước khối thôi. Là bao nhiêu công đức ta làm được á, nó chứa được có chừng ấy thôi, tức là chừng thước khối thôi, chừng một thước khối thôi. Còn bao nhiêu chúng ta tiếp tục làm nữa thì sao? Nó tràn ra ngoài, nó không có sức chứa. Như vậy thì nếu mà ta phát tâm nhỏ hẹp mà tu các công đức lành hay là tu niệm Phật ấy, thì nó cũng có cái kết quả như vậy đó. Đó là tôi nói những cái người mà phát lòng muốn giải thoát riêng cho mình đó thì còn vậy nha. Còn những cái người mà phát tâm tại hơn nữa, tức là phát tâm niệm Phật để cầu những phước báo nhân thiên, chưa có tới cái sự giải thoát, phát tâm để cầu niệm Phật để mà cầu được tai qua mạng khỏi, được tật bệnh tiêu trừ, thì mấy người đó không được cái hồ bằng một thước khối đâu. Mấy người đó chừng thao nước à, hay tệ lắm, chừng một chén nước à. Với cái Phật lòng mà phát ra như vậy đó, với cái ý hướng nguyện cầu mong muốn niệm Phật để mà được cái kết quả là tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ thôi đó, thì cái lòng của người đó chừng bằng cái chén này. Và cũng có, nếu mà niệm Phật thì cũng có công đức á, nhưng mà công đức nó đầy cái chén nước thôi, rồi bao nhiêu công đức nó tràn ra hết thôi. Ngược lại nếu mà chúng ta phát bồ đề tâm, tức là tâm rộng lớn, muốn lợi mình lợi người, trên thì cầu thành Phật đạo, dưới thì độ chúng sanh, thì cái tâm đó giống như là người ta xây những cái hồ nước thật lớn, những cái si tẹt thật lớn á, như ở thành phố những cái siêu đạt lớn rồi chứa nước quân tất cả dùng. Hay hơn nữa như là đập nước Trị An, như là đập nước Đa Nhiên, tức là người ta xây lên cái sức chứa bao nhiêu công đức bơm vô đó đều chứa được hết. Hay là hơn thế nữa, biển cả mênh mông dùng chứa tất cả nước từ trên trời rơi xuống, nước từ trong các sông rạch suối đổ vào, nhưng biển cả không bao giờ cạn. Thì cái người có cái pháp tâm đó gọi là phát bồ đề tâm, bao nhiêu công đức đều quân chứa một cách vô lượng. Đó là công đức của sự phát bồ đề tâm. Như vậy do tùy theo cái tâm chúng ta phát lớn hay phát nhỏ mà sự tu tập cũng đồng thời tu tập như vậy. Người phát tâm lớn thì công đức vô lượng, người phát tâm nhỏ thì cũng tu tập như vậy, nhưng mà công đức tràn ra mất hết rồi. Cái sức chứa chúng ta không được, giống như cái hồ nước chỉ có một thước khối nước thôi. Đó là phát bồ đề tâm thì tin sâu nhân quả. Nói về tin nhân quả, chắc Phật tử nào nói tôi cũng tin nhân quả hết, ai cũng nói tôi tin nhân quả. Nhưng mà nói về tin sâu nhân quả thì tôi có thể khẳng định rằng dù cho hàng xuất gia đi nữa cũng rất nhiều vị gọi là chưa tin sâu nhân quả. Không phải các cái bậc xuất gia đều hoàn toàn tin thật sâu nhân quả đâu. Dĩ nhiên có một số người chắc tin sâu á, nhưng mà nói là hoàn toàn tất cả đều tin sâu nhân quả thì chưa, tôi khẳng định là không thể nào có điều đó.
Bởi vì cái sự nhân quả này rất là chi ly, rất là tế nhị. Mà muốn tin sâu nhân quả thì chúng ta phải có một cái sự suy tư hết sức là thấu đáo mới có thể tin sâu nhân quả được. Mà cái người mà đã tin sâu được nhân quả rồi đó, thì người đó đủ có một cái hành trang vững chắc, hành trang đầy đủ, và sự tu tập trong giáo pháp của Đức Phật hết sức là vững chắc, bền bỉ. Người đó sẽ tránh được một số những cái phiền não lớn lao trong cuộc sống, trong cái sự tu tập của mình, trong cái hành trình tu tập của mình. Thì thường thường ai cũng tin nhân quả bằng cách sao? Tức là làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ, ai cũng tin điều đó. Nhưng mà cái người mà không có tin sâu đó, mai mốt gặp mấy cái người làm lành sai quả nạn đó, bị tai nạn hoài, bị người ta ức hiếp hoài. Mấy người hiền lành đó mà, bị những thế lực này ức hiếp. Hoặc là những người hung dữ, hống hách đó, thì sao mà ta cũng quyền thế danh vọng ta tiếp tục ta hưởng hoài. Thì như vậy lúc bây giờ đâm ra nghi ngờ, ủa mới làm lành gặp lành, người hiền lành sao mà không gặp lành mà gặp quả nạn đấy. Còn người làm dữ sao mà không gặp dữ mà sao thấy cũng phay phay, cũng hưởng thọ lâu dài về cái danh vọng quyền thế tài sản của mình hoài nè. Thì như vậy đó chúng ta đâm ra nghi ngờ về nhân quả, nghĩ rằng chắc là không phải là nhân quả nó có cái giá trị đúng thật như vậy đó. Thì như vậy đó chúng ta không có tin sâu. Người tin sâu nhân quả phải tin như vậy. Đáng lẽ cái điều này chúng ta phải có nhiều thời giờ để nói về tin sâu nhân quả, nhưng mà ở đây chúng ta lượt qua thôi, trong cái phần gọi là trợ hạnh của phần tu tịnh độ. Người tin sâu nhân quả chỉ như vậy gọi là tin sâu nhân quả đây. Nếu mà chúng ta biết rằng, chúng ta quán xét rằng tất cả những cái hoàn cảnh nào đến với chúng ta, hoặc là vui hoặc là khổ, thì ta biết rằng khi mà ta lãnh thọ cái vui khổ của cái hoàn cảnh đó đến chúng ta đó, là chúng ta phải có một cái tâm khẳng định như thế này: không bao giờ những cái này đến với chúng ta một cách tình cờ, một cách ngẫu nhiên, một cách là vô cớ. Nghĩa là nói nôm na là không bao giờ gọi là khi không mà nó tới, không có khi không. Như vậy thì chắc chắn nó có một cái nguyên nhân, bởi vì đó là những kết quả mà ta lãnh thọ, hoặc khổ hoặc vui, thì nó có một cái nguyên nhân. Nguyên nhân trước đây ta đã tạo ra một cái nghiệp lành nếu là cảnh vui, ta tạo một nghiệp bất lành nếu là cảnh khổ. Ta tạo trong lúc nào, thời gian nào thì điều đó chúng ta không nhớ được, không biết được, nhưng mà chắc chắn nó có một cái nhân tương ứng với cái kết quả như vậy. Điều đó không thể phủ nhận được, điều đó ta tin tưởng chắc chắn là nó như vậy. Thì nếu mà người vậy gọi là tin sâu nhân quả. Nghĩa là đối với người tin sâu nhân quả không bao giờ nghĩ rằng nó có một cái sự gì nó tình cờ nó xảy ra, ngẫu nhiên mà nó đến, hay là vô cớ, hay là khi không, hay là không có nguyên nhân. Không bao giờ người đó có cái ấn tượng, có cái suy nghĩ như vậy, mà biết rằng luôn luôn kết quả tới là do có một nguyên nhân từ trước, mà nguyên nhân nó chính mình tạo ra. Và bây giờ cái hoàn cảnh nó đến với mình là mình gặt hái nó. Thì tin như vậy tức là thì tin về phần nhân. Còn tin về phần quả tức là ta tin rằng bất cứ một cái điều gì ta làm trong hiện tại về thân, hoặc cái điều gì mà ta nói về miệng, hoặc cái điều gì ta suy nghĩ về ý, tất cả những cái điều đó hiện tại mà ta đang làm, ta đang nói, ta đang suy nghĩ đây, những cái điều này là không bao giờ làm rồi thôi, nói rồi thôi, suy nghĩ. Mà ta làm trong hiện tại, ta nói trong hiện tại, ta suy nghĩ trong hiện tại, không bao giờ nói, làm, nghĩ rồi thôi. Cái người tin sâu nhân quả là phải thấy vậy đó. Nghĩa là ta biết chắc rằng cái kết quả nó sẽ đến, mà không biết từng nào nó đến. Do có cái duyên được đầy đủ thì kết quả nó sẽ hiện ra, chứ không bao giờ nó rơi vào hư vô, nó rơi vào chỗ trống không. Cho nên cái người mà tin sâu về nhân quả đó sẽ có những cái nhận định tu tập rất là chính xác, và rất thận trọng đối với những cái sự tu tập của mình trong hiện tại. Và đối với những cái kết quả mà mình đặt hái lấy đó, thì người đó không bao giờ có những phiền não để mà có sự thối tâm, hoặc là giải đãi, hoặc là có cái sự lưu sụp trên đường tu. Vì sao? Vì nếu mà cái người tin sâu nhân quả hưởng được cái hoàn cảnh vui thì nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng đây là kết quả của cái việc thiện lành nào đó mình đã gieo tạo trong quá khứ. Cho nên người đó khi hưởng cái điều thiện lành đó, quan hỷ và tiếp tục tu tập những thiện pháp để phát triển hạnh phúc của mình. Tức là người đó sẽ tin tưởng rằng do cái nghiệp lành của mình bây giờ mình được hạnh phúc đây, chứ không phải tình cờ đâu, không phải may mắn đâu, không phải ngẫu nhiên nó tới đâu. Bây giờ mình muốn phát triển hạnh phúc này thì bây giờ mình phải thêm quan hỷ mà tu tập thêm các thiện pháp nữa để mà phát triển cái hạnh phúc trong hiện tại. Còn ngược lại, nếu hoàn cảnh khổ đối với người đó thì người đó biết rằng sao? Đây là do cái nhờ cái quả khổ này mình thấy được cái nhân bất lành lúc trước của mình, do đó mình sám hối, tự thân mình tự xét mà mình sám hối. Và đồng thời mình biết rằng do mình chuyển quá làm lành rồi đó, nhưng mà cái này chỉ là cái nghiệp bất lành mà còn dư thừa lại thôi, cho nên nó sẽ không lâu đâu, nó sẽ không nhiều đâu. Chúng ta tiếp tục làm lành nữa thì chúng ta sẽ chuyển quá nó hoàn toàn hết, giống như là sự dư thừa vậy. Giống như khi mà chúng ta cúp điện cái quạt máy,
tiệm ta ngưng cung cấp điện cho nó rồi, nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục quay thêm những vòng quay cuối rồi nó sẽ ngừng lại. Hiểu rõ như vậy cho nên người đó không thấy cái sự chịu đựng của mình là nặng nề, là khổ sở, là kéo dài, mà thấy rằng đây chỉ là một cái trớn thôi còn sót lại. Chúng ta cố gắng chịu đựng, nhẫn chịu, kham nhẫn rồi nó sẽ dứt trừ. Và như vậy chúng ta nỗ lực làm lành thêm nữa để chi? Để chuyển hóa những cái phần còn lại, chuyển hóa cho những cái nghiệp bất lành trở nên nhẹ nhàng đi thêm nữa. Và như vậy thì không có quán trách ai hết, không có sanh ra cái hận thù, dù cho bị người khác tỉ mạ mình, người khác lấn hiếp mình, người khác làm tàn hại đến mình, nhưng mà cái đó mình nghĩ rằng đó là cái chuyện mình đã tạo ra. Mình đã tạo ra thì mình tự sám hối nhiều hơn là nên trách người. Và như vậy thì đối với người tin sâu nhân quả vậy không có kẻ thù, không có kẻ thù, không có quan gia. Thì nó đối với nói cái chuyện mình gặp cái hoàn cảnh vui khổ trong hiện tại. Rồi người tin sâu nhân quả đối với cái nhân mà mình tác thành rất là thận trọng. Cho nên nếu mình tin sâu nhân quả rồi, không bây giờ mình nói rằng bây giờ mình đập đầu cho người ta chết, mình cắt cổ người ta, mình nhổ lông người ta, hay mình mổ bụng người ta rồi thôi. Không có chuyện thôi đó. Bởi vì nhân, khi mà mình đã gieo cái nhân rồi thì kết quả nó sẽ chờ đợi mình. Trong một lúc nào đó mình phải trả lời về cái trách nhiệm này. Cho nên người trên sông nhân quả rất là thận trọng trong việc gieo nhân. Không có chuyện nào làm rồi thôi hết, mà chúng ta phải chịu trách nhiệm. Kết quả nó sẽ đến trong một cái lúc nào đó đủ duyên. Và cũng như vậy đó, thì cái người đó thận trọng đối với việc làm ác. Còn đối với việc làm lành thì thí dụ như có một người nào đó mà thấy ôi cái người đó nghiệp nặng quá, mình nói như không à, nói vô ích, khuyên nhủ không có đích lợi gì đâu, thì người đó sẽ dễ khối tâm, sống ở trong cái trạng thái gọi là tiêu cực đối với tất cả thiện pháp. Ngược lại người tin vào nhân quả, tin sâu vào nhân quả đó, thì hiểu rằng không có cái lời nói nào vô ích hết đó. Không có cái hành động lành nào vô ích hết đó. Có thể trong hiện tại người đó chưa được cảm hóa, mình chưa có những cái kết quả cụ thể của cái việc làm lành trong hiện tại, nhưng mà việc làm lành nó sẽ có kết quả trong một lúc nào đó đủ duyên. Chứ không có nghĩa là làm lành đó rồi thôi, hay là mình nghĩ lành như vậy rồi thôi, hay là mình nói một cái lời lành như vậy là vô ích, không có kết quả gì. Không phải vậy, mà luôn luôn nó có kết quả, nó có tác dụng. Thì như vậy người đó sẽ phấn khởi trong việc làm lành, sẽ thận trọng trong lúc có tác nhân bất lành. Thì chỉ cần tin sâu nhân quả thôi, chúng ta cũng đủ có một cái cuộc sống tu hành phù hợp với chánh pháp, và càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng có những cái kết quả hạnh phúc nhiều hơn. Đó là Phá Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyên người tu niệm. Cái chuyện mà khuyên người tu niệm cũng là rất quan trọng, vì khuyên một người tu niệm mà giảng sanh về cõi tịnh độ, tức là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Mà lại thành tựu một chúng sanh thành Phật thì do cái sự thành Phật của một vị đó, một chúng sanh đó, mà vô lượng chúng sanh khác đều được hạnh phúc giải thoát. Cho nên khuyên người tu niệm cũng là công đức vô lượng. Và khi chúng ta làm những công đức đó, hồi hướng để cầu sự giảng sanh, làm cho cái sự nghiệp giảng sanh tịnh độ của mình sớm được mau thành tựu, thì tất cả những cái điều đó gọi là tu tròn được tịnh nghiệp. Thì tôi cũng nhắc lại về tu tịnh nghiệp có 3 điều ấy. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Thứ hai là quy tam bảo, họ trì giới luật chẳng phạm quan nghi. Thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và khuyên người tu niệm. Đó là 3 cái điều gọi là chánh nhân của tịnh nghiệp. Đó là cái phần chánh hạnh và trợ hạnh. Bây giờ chúng ta qua cái phần gọi là những nghi thức để chúng ta thực hành hàng ngày. Bây giờ ta hiểu biết được cái chánh hạnh là phải niệm Phật rồi đó, trì danh niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì bây giờ nghi thức hành trì hàng ngày của chúng ta như thế nào? Thì ở đây vì có nhiều cái trình độ khác nhau, nhiều cái khuynh hướng sở thích khác nhau và các hoàn cảnh khác nhau, cho nên không có một cái nghi thức nhất định nào khuôn mẫu cho tất cả mọi người phải noi theo. Mà cái nghi thức đó cũng phải tùy nghi, mỗi người chọn cho mình một cái nghi thức. Ở đây tôi đưa ra những cái trường hợp mà bậc thượng và trường hợp bậc hạ, thì chúng ta ở vào bậc trung đó thì chúng ta sẽ chọn lựa tùy nghi cho chúng ta. Thì bậc thượng như ngài Thiện Đạo Hòa Thượng đã có dạy, tức là đấng đại thánh xót thương, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, khuyên người ta nên khuyên thẳng là nên chuyên trì danh hiệu. Nếu mà có thể giữ mỗi niệm nối nhau, niệm niệm nối nhau, lấy suốt đời làm kỳ hạn, thì trăm người tu trăm người được giảng sanh, ngàn người tu ngàn người được giảng sanh. Thì như vậy cái thời khóa của chúng ta không có ấn định, mà làm sao giữ cho niệm niệm nối tiếp từ sáng đến trưa, từ chiều trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng. Đó là hành môn của bậc thượng á. Cái thời khóa là suốt cả đời, suốt cả ngày và suốt cả đời. Nói như vậy chúng ta tu nổi không? Chắc có nhiều người nói tu kiểu đó thôi mình tu không nổi rồi. Thì cái hành môn bậc thượng nó cũng còn ở trong kinh A Di Đà, căn cứ vào kinh của Đức Phật A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh. Trong đó nói như thế này: Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quất.
này ông Xá Lợi Phất không có thể dùng, chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước đó. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tướng nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất biên đạo, tích đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực đạo quốc độ. Này ông Xá Lợi Phất, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thì người đó đến lúc lâm chung, Đức A Di Đà Phật cùng hàng thánh chúng hiện thân trước mặt người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Phật dạy như vậy. Bây giờ như vậy thì rõ ràng, nếu mà chúng ta hành được như là Phật dạy, tức là có thể niệm danh hiệu mà một lòng không loạn từ một ngày tới bảy ngày, thì chúng ta sẽ được giảng sanh. Thì nói vậy chúng ta có thể thành tựu được không? Ở đây quý Phật tử nói chắc là không được quá. Bởi vì mình giữ một lòng không loạn mà không có vọng tưởng nào gian tạp, mà trong một giờ cũng khó rồi, trong năm phút cũng khó rồi, chứ đừng nói chi làm sao giữ được trong một ngày, tối thiểu là một ngày cho tới bảy ngày. Như vậy nếu mà nói rằng chỉ đến trình độ một lòng không loạn từ một ngày đến bảy ngày mới được giảng sanh, còn nếu chưa đạt được trình độ đó thì không được giảng sanh. Nếu nói như vậy tức là chúng ta mở ra một cửa mà đóng lại rất nhiều cửa. Tại vì người tu theo tịnh độ sẽ thấy rằng mình sẽ thối tâm, mình sẽ không thể nào đạt được trình độ đó. Thôi, mình kiếm môn nào dễ hơn mình tu, chứ tu vậy làm sao mình có thể giữ thần vào tâm phẩm sen ở coi thực lạc. Nhưng mà không phải vậy. Tức là đó chỉ là những cái hành trạng, những cái trạng thái hành đạo, những cái trình độ đạt được của những cái vị mà hành đạo về bậc thượng thôi. Vì vậy khi mà chúng ta sanh về cõi thực lạc á, thì do vì cái công đức tu hành của chúng ta có trình độ khác nhau, vô lượng trình độ khác nhau, cho nên khi mà sanh về đó thì có vô lượng cái phẩm hạng khác nhau. Giống như chúng ta học tùy theo sự giỏi hay là sự kém mà chúng ta có thi đậu cao hay thi đậu thấp, thì ở đây cũng vậy, sanh về cực lạc tùy theo công đức tu hành của mình có trình độ khác nhau. Vì chúng sanh có vô lượng trình độ cho nên có vô lượng phẩm hạng khi mà chúng ta sanh về cực lạc. Trong vô lượng phẩm hạng đó, đại để phân ra làm chín phẩm. Trong chín phẩm đó, tức là thứ hạng từ bậc cao nhất đến bậc thấp nhất, tượng trưng phân ra làm đại khái làm chín phẩm. Thì trong chín phẩm đó có chín phẩm bậc, có ba phẩm bậc thượng, ba phẩm bậc trung và ba phẩm bậc hạ. Ba phẩm bậc thượng đó là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Ba phẩm bậc trung đó là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Ba phẩm bậc hạ đó là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ những cái người mà được một lòng không loạn á, từ 1 tới 7 ngày, hoặc là niệm niệm nối nhau, lấy suốt đời làm kỳ hạn, những cái vị đó, tức là những vị được giảng sanh vào những phẩm thượng. Đó là những cái phẩm cao là chúng ta chắc là giỏi không tới, nhưng mà chúng ta chưa phải tuyệt phần. Vì sao? Vì còn những người ở phẩm hạ. Bây giờ tôi nói về hành trạng của một người ở phẩm hạ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói về phẩm hạ sanh. Nếu mà người nào suốt đời làm những nghiệp ác, đến lúc lâm chung nếu mà tướng địa ngục hiện ra, người đó do cái túc duyên lành đời trước cho nên gặp được các vị thiện tri thức khuyên nhắc dạy bảo, bảo phải hướng tâm về niệm danh hiệu của Đức Phật ở Tây Phương, tức là Đức Phật A Di Đà. Người đó do gì sợ hãi, do gì kinh hoàng khủng khiếp trong cái lúc lâm chung mà có cái niệm cầu cứu, hết lòng chí thành tha thiết niệm danh hiệu của Đức Phật từ 1 tới 10 niệm, thì mỗi một niệm như vậy sẽ giải trừ được, sẽ giải trừ được tội, trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Và như vậy thì người đó sẽ được Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp dẫn giảng sanh, và người đó sẽ sanh vào trong hạ phẩm hạ sanh. Đó là tức là những cái phẩm thấp nhất nhưng vẫn được giảng sanh. Thì như vậy so sánh với những người đó đó, mà tôi đơn cử ra một vài trường hợp ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Luật có ghi lại, tức là trường hợp của ông Trương Trung Quỳ. Trương Trung Quỳ là một cái người đời nhà Đường, ổng làm nghề giết gà bán thịt ở chợ Trường An. Khi mà ông lúc sắp chết á, thì ông thấy có một cái vị thần nhân mặc áo màu lụa đỏ xua bầy gà tới, bảo rằng cho phép các ngươi báo thù. Thì bầy gà đó lúc bây giờ nó xúm lại, nó thi nhau nó mổ trên người của ông Trương Trung Quỳ. Thì ông Trương Trung Quỳ lúc bây giờ thì cả hai mắt và cả thân người của ông đều đổ máu ra hết á, và ông đau đớn, ông rên xiết, ông la. Thì như vậy những người hàng xóm mới thấy như vậy đó, mới
thấy quyên náo vậy mới tụ lại coi, thì mấy người hàng xóm thì không có thấy bầy gà, nhưng mà thấy cả người ông đều đổ máu và hai mắt của ông đều đổ máu ra hết. Thì người ta thấy vậy người ta kinh quản quá, người ta quyên náo lên. Lúc bây giờ may mắn có một vị sư đi ngang, tức là vị sư Hoằng Đạo, đi ngang qua thấy cái quyên náo vậy mới ghé lại xem biết sự tình. Cho nên vị sư đó mới vội giả bài thánh tượng ra, tức là tượng Đức Phật A Di Đà trước mặt Trương Trung Quyền, và khuyên ông nên chí thành khẩn thiết cái niệm. Trong cái lúc kinh hoàng như vậy, sợ hãi như vậy, thì ông niệm với cái niệm cầu cứu hết sức là chí thành, hết sức là khẩn thiết. Và khi mà ông hướng tâm ông niệm như vậy, ông niệm to tiếng lên, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, với cái tâm niệm cầu cứu khẩn cấp, thì không đầy 10 niệm, trong vòng khoảng 10 niệm thì tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy cái mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp trong nhà. Và ông Trương Trung Quỳ thì ông thấy bầy gà tan rã bỏ đi hết. Rồi ông lại tiếp tục niệm Phật thêm một lúc nữa, rồi ông ngồi dậy chắp tay hướng về Tây Phương niệm Phật mà qua đời. Đó là trường hợp ông Trương Trung Quỳ. Kế là trường hợp ông Trương Thiện Hòa, cũng là một người làm cái nghiệp sát, nghiệp đồ tể. Ông giết trâu để bán thịt, cũng ở chợ, cũng ở đời nhà Đường. Thì khi ông sắp chết đó, thì ông thấy cả một cái bầy trâu nó kéo tới, nhìn ông trừng trừng ấy, và nó nói tiếng người, nó nói mình giết chúng ta phải không? Vậy thì hôm nay ngươi phải đền tội. Mình thì mình thấy một con trâu hiền lành hay một bầy trâu nào đó mình có thể đến gần nó được, tại vì nó hiền lành quá. Còn nếu mà ngược lại, nếu mà chúng ta thấy một con trâu thôi, nhưng mà nếu nó nổi cuồng lên mà nó trừng trừng mà nó nhìn lại nó sửa sàng nó hút mình thì cái chuyện đó ta đủ chết khiếp rồi. Một con thôi là đủ chết khiếp rồi. Huống chi ông Trương Thiện Hòa này, ông thấy cả bầy nó hướng về ông mà nó sắp nó đến mà nó hút ông ấy. Thì như vậy ông kinh hoàng quá, ông sợ hãi quá, ông mới gọi người nhà nói làm sao mau mau đến cái chùa gần bên đây để mà cầu cứu với ông thầy ở gần chùa gần bên. Giây phút sau thì có vị sư tới, thì vị sư mới khuyên dạy như thế này. Trong kinh Đức Phật dạy rằng người nào làm nghiệp ác mà đến lúc lâm chung á, tướng địa ngục nó hiện ra, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu của Đức Phật á, thì người đó sẽ được Đức Phật tiếp độ, giảm sanh về khỏi Tây Phương, thoát khỏi cái nghiệp ác, cái nghiệp khổ. Thì ông Trương Thiện Hòa ông nghe nói như vậy thì ông gấp rút quá rồi, ông cuốn cuồng, ông sợ hãi, ông nói tướng địa ngục, tướng quả sa địa ngục nó hiện ra rồi, vậy thì mau đem hương lại đây, đem hương lại đây. Thì ông quýnh quán, lúc đó ông thẳng thốt, ông không kịp đốt hương nữa, tay trái thì ông bốc than lửa, tay phải cầm hương ông đốt, và ông hướng về Tây Phương, ông niệm lớn, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chưa đầy 10 hơi thì bỗng ông reo lên, ông nói Đức Phật A Di Đà đã đến, ngài đã trao cho tôi tòa trang. Ông nói xong rồi ông qua đời. Thì đó là những cái người mà cái nghiệp ác nó khẩn cấp một bên rồi đó, cái nghiệp dữ, cái nghiệp khổ đã hiện ra rồi mà niệm Phật vẫn còn có kết quả như vậy. Thì đó là những người bậc hạ, cho nên chúng ta không đến đổi mà chúng ta nó tạo những nghiệp ác như những gì đó, và chúng ta có cái duyên lành nghe được pháp môn tịnh độ, có thì giờ để chuẩn bị hành trang, thì chắc chắn chúng ta sẽ có dự phần ở phẩm sen. Tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, tức là có người nghe nói vậy thì nói rằng thôi bây giờ mình duyên theo sự đời, mình đừng có làm gì ác như mấy ông đồ tể đó thôi, đến lúc lâm chung mình niệm 10 niệm thì mình cũng được giảng sanh chứ gì đó. Thì như vậy đó, e rằng những người đó sẽ thất vọng. Vì sao? Vì cái nghiệp của chúng ta không lường được. Các vị cổ đức nói rằng tùy theo cái nghiệp ác của chúng sanh mà lúc lâm chung sẽ có nhiều người hiện lên những cái tướng rất là dữ. Thí dụ như 10 trạng thái khủng khiếp lúc lâm chung mà ở trong kinh các vị cổ đức kể ra đó, thì trong những cái trường hợp chúng ta gặp những cái hành trạng như vậy thì khó mà có thể yên ổn để niệm Phật được. Thứ nhất là lúc lâm chung gặp không gặp bạn lành thì không có ai khuyên nhắc để niệm. Thứ hai là lúc lâm chung bị bạn ác phá hoại cái niềm tin của mình, hoặc là bị con, bị cháu, bị quẻ quan gia gì đó, hoặc là nó vì lòng thương nó kêu khóc gì đó làm cho mình sanh niệm quyến liếm, không có chánh niệm được. Cái điều thứ ba là do nghiệp khổ bức thiết cho nên không rỗi rảnh chuyên niệm. Cái điều thứ tư bị bạo bệnh hôn mê qua đời cho nên không có thể niệm được. Cái điều thứ năm là bị trúng phong cứng họng cho nên không thể xưng hồng danh Đức Phật. Cái điều thứ sáu là do cái tâm của mình bị cuồng loạn mất trí cho nên mất cái sự điềm tĩnh, nó không có thể chú tâm để tưởng niệm được. Cái điều thứ bảy là khi mà lâm chung đó chúng ta hoặc bị tai nạn nước lửa gấp rút rồi chúng ta bị chết đi cho nên mất cái sự điềm tĩnh chí thành. Cái điều thứ tám là hoặc là bỗng nhiên ta bị hùm xoái cọp beo gì nó làm hại nó ăn thịt, do cái sự kinh hoàng quá cũng không thể nở niệm Phật được. Cái điều thứ chín là bị thương, bị trúng thương hoặc chết giữa quân trận, thì trong cái điều đó kinh hoàng gấp rút quá cũng không thể niệm Phật được, không ai nhắc được. Và điều thứ 10 tức là từ trên cao rơi xuống. Thì trong những cái trường hợp mà chúng ta lâm chung trong những cái trạng 10 trạng thái đó thì chúng ta cũng dễ thấy thôi, có thể chúng ta cũng có thể nằm trong phần đó. Và mà trong nếu mà được gặp những cái trường hợp đó thì dù cho muôn ngàn vị thiện tri thức đứng dây xung quanh chúng ta cũng không thể nào mà cũng thể giúp chúng ta niệm Phật được. Cho nên chúng ta không thể ỷ lại vào lúc lâm chung mà phải chuẩn bị ngay bây giờ cho cái niệm chúng ta được thuần thục, thì lúc đó mới có hy vọng là có phần dự ở phẩm sen.
Như vậy thì bây giờ cái nghi thức hàng ngày chúng ta thì phải làm sao? Ở đây tôi đưa ra một cái nghi thức đơn giản nhất để mà chúng ta từ đó, nếu có thì giờ rỗi rảnh, có điều kiện hoàn cảnh sẵn sàng, chúng ta sẽ nâng cái thời khóa đó lên. Thời khóa đơn giản nhất mà các vị cổ đức, vì những người bị bận buộc vì những hoàn cảnh gia sự hoặc là quốc sự, tức là việc nhà hay việc nước, mà dù có lòng tin, dù có cái sự tha thiết, nhưng mà vẫn không có thì giờ để mà hành trì pháp môn Phật được, thì trong những trường hợp đó, các vị cổ đức mới đưa ra phương pháp gọi là thập niệm để cầu giảng sanh. Phương pháp thập niệm nó như thế này: mỗi buổi sáng, khi mà chúng ta đã sạch sẽ về thân thể và nghiêm kính về y phục rồi đó, thì chúng ta chắp tay cung kính hướng về bàn thờ Đức Phật. Nếu trong nhà có bàn thờ, còn nếu mà kẹt trong nhà không có bàn thờ đó, thì cũng không sao, tức là chúng ta có thể chắp tay cung kính hướng về hướng Tây. Như vậy rõ ràng Phật tử thấy rằng cái sự tu tập như thế này không cần phải có cái sự có bàn thờ, nghĩa là nó dễ dàng và đơn giản đến mức độ đó. Nhưng mà điều cần quan trọng là chúng ta phải với cái tâm thành kính hướng về hướng Tây. Và khi mà hướng về hướng Tây rồi, chúng ta hít một hơi đầy, rồi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tùy theo hơi chúng ta dài thì chúng ta niệm số câu nó nhiều, hơi ngắn thì niệm số câu ít, điều đó không quan trọng. Tùy theo chúng ta niệm cao hay niệm thấp cũng không quan trọng, chúng ta niệm gấp hay quẩn cũng không quan trọng. Mà mỗi một cái hơi như vậy đó, khi hết một cái hơi như vậy thì ta kể là một niệm. Niệm 10 hơi như vậy ta kể là 10 niệm. Và sau khi niệm 10 niệm đó xong rồi thì ta phát nguyện nhắm tắt: con nguyện đem công đức trì niệm này để cầu cho con và cả chúng sanh đều sanh cực lạc thành Phật đạo. Như vậy thì cái phần hành trì của một cái định khóa như vậy đó chỉ tốn trong vòng từ 7 tới 10 phút thôi, ai cũng có thể hành trì được. Nhưng mà phần quan trọng mà các vị cổ đức lưu ý nhắc nhở chúng ta là tuy là nó đơn giản, tuy là nó ít tốn thời giờ như vậy, nhưng muốn cho nó có kết quả chắc chắn đó, thì người hành trì về cái phép thập niệm này phải quyết định rằng lấy suốt đời y như vậy, không có một ngày nào để sót, nghĩa là ngày nào cũng hành y như vậy thì mới đảm bảo. Chứ còn nếu mà nay niệm mai không thì cái chuyện đó không bảo đảm đó. Chuyện đó là do mình biến trễ mà không có kết quả. Chứ còn nếu niệm như vậy và chúng ta nhất tâm là ngày nào dù cho bắt công việc gì cũng nhất định là hành xong thập niệm rồi mới đi làm, lấy suốt đời làm kỳ hạn như vậy, thì như vậy chắc chắn là được giảng sanh. Đó là cái phương thức đơn giản và ít tốn kém thì giờ nhất dành cho những người hết sức là bận buộc vì cái hoàn cảnh về sinh hoạt của mình. Còn những người nào có thì giờ rỗi rảnh hơn thì có thể lập ra những cái thời khóa dài hơn, nhiều hơn. Nhưng mà dù cho có nhiều thì giờ hơn thì cái phép thập niệm chỉ hành vào buổi sáng thôi, và nhiều nữa là chỉ hành vào buổi chiều thôi, nghĩa là tối đa mỗi ngày hành pháp thập niệm này chỉ 2 lần thôi. Chứ không phải có thì giờ nhiều rồi những thì giờ khác ta cũng hành pháp thập niệm thì điều đó không được. Vì sao? Vì hành pháp thập niệm phải có cái sự nén hơi, cho nên nếu mà nén hơi lâu và nhiều như vậy thì dễ bị lao hơi, chuyện đó dễ sanh bệnh thì tự chúng ta phải biết. Cho nên nếu có thì giờ rảnh khác trong ngày thì ta niệm đều hòa theo hơi thở, mà phép thập niệm chỉ hành vào buổi sáng hay nhiều lắm là thêm buổi chiều nữa mà thôi. Thì cái định khóa của chúng ta đó tùy theo hoàn cảnh và rỗi rảnh của mỗi người mà định khóa có dài ngắn nhiều ít khác nhau, nhưng đại khái gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần tán lễ, tức là người ta khen ngợi Đức Phật, người ta lễ Phật, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là trì tụng, tức là ta niệm Phật. Phần thứ ba tức là phát nguyện hồi hướng, tức là sau khi niệm Phật xong rồi người ta đọc bài văn phát nguyện hồi hướng. Thì trong 3 phần đó, phần tán lễ thì tùy chúng ta lễ Phật ở trong những cái nghi thức tụng niệm, trong những cái bài kinh nhật tụng hoặc là kinh Tam Bảo đó. Còn phần trì tụng này thì có 4 cái phần hành trì: có người thì thiền tịnh song tu, có người thì giáo tịnh song tu, có người thì mật tịnh song tu, và có người thì thuần tịnh. Thì trong 4 cái hành môn đó thì có người niệm Phật kiêm thêm tham thiền, giáo tịnh thì tức là cái người niệm Phật mà kiêm thêm tụng kinh, mật tịnh tức là người niệm Phật mà kiêm thêm kỳ chú, còn thuần tịnh tức là chỉ niệm Phật mà thôi. Trong cái phần tham thiền thì phải biết rằng tham thiền là phụ, niệm Phật là chánh. Trong cái phần giáo tịnh tức là niệm Phật và tụng kinh đó, thì có người tụng kinh A Di Đà, có người thì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có người thì tụng kinh Địa Tạng, có người thì tụng phẩm phổ hiền hạnh nguyện phẩm ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thì tùy theo, có người thì cũng tụng kinh Kim Cang, tùy theo chúng ta phù hợp với kinh nào mà tụng. Thì tụng xong rồi chúng ta niệm Phật, nhưng mà phải biết rằng niệm Phật là chánh mà tụng kinh là phụ, làm cho phần chánh nó phải trội hơn phần phụ. Về trì chú thì có người cũng tùy theo sở thích khuynh hướng của mình, có người thì trì chú Đại Bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, người thì trì chú Giảng Sanh, người thì trì chú Chuẩn Đề, nhân dân để hỗ trợ cho cái sự niệm Phật. Thì dù cho chúng ta hành theo pháp môn nào, hành theo cái phương cách nào, còn thuần tịnh thì chỉ có niệm Phật mà không có xen tạp cái điều gì khác.
thì dù cho chúng ta hành theo cái cách nào đi nữa cũng nhớ rằng cái phần chánh phải cho nó trội hơn, để làm cho, để tránh cái sự mà lệch lạc cái mục đích và có thể trở ngại cho cái kết quả của chúng ta. Đó là tôi trình bày qua cái phần chánh hạnh, tợ hạnh cũng như những cái nghi thức hàng ngày. Bây giờ chúng ta hành trì như thế nào dễ được nhất tâm, để đi đến nhất tâm thì có những cái điều cần biết để chúng ta, để mà thực hành cho dễ đạt đến cái trình độ nhất tâm. Thì muốn niệm Phật cho đến trạng thái nhất tâm đó, thì chúng ta cần phải có những cái điều này, cần phải biết. Là Ngài Trí Giả Đại Sư bên Trung Hoa thường được xưng tặng là Thích Ca Đông Độ, tức là Ngài Đức Thích Ca mà giáng sanh tại ở phía Đông, tức là nước Trung Hoa đó. Thì Ngài trong những cái bộ luận đó, Ngài có đưa ra hai cái điều mà muốn đảm bảo sự giảng sanh thì cái người tu tịnh độ phải có hai cái điều này. Hai điều này là điều đảm bảo chắc chắn là đưa đến kết quả giảng sanh. Tức là người tu tịnh độ phải có hai cái hạnh, tức là hạnh yếm ly và hân nguyện. Muốn niệm Phật mà có kết quả chắc chắn là phải có hai hạnh này. Yếm là gì? Yếm là chán, ly là lìa, hân là vui, nguyện là cầu. Tức là chán lìa và vui cầu. Chán lìa gì? Chán lìa những cái cảnh khổ của ta bà. Vui cầu cái gì? Vui cầu cái sự an vui, hạnh phúc, giải thoát của miền cực lạc. Thì những cái cảnh khổ của ta bà đó, theo như lời của Đức Phật Thích Ca dạy ở trong cái tứ diệu đế đó, thì ngay đầu làm ta quán là tất cả thế gian này là khổ thôi. Cái khổ này không phải chỉ những người đang chịu cái hoàn cảnh khổ, đang quằn quại, đang khổ đau mới là khổ, mà ngay cả những người đang hưởng cái hạnh phúc tạm bợ trên thế gian này, được sung sướng hạnh phúc đó, thì cái đó Đức Phật cũng gọi là khổ thôi. Khi nào chúng ta quán xét thấu triệt được là người hiện tại khổ vẫn là khổ, người đang hạnh phúc sung sướng trên thế gian này cũng là khổ, thì như vậy ta mới triệt đáo được cái ý nghĩa của sự khổ trên thế gian này, khổ của ta bà này. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật dạy là những cái người hiện đang chịu cái hoàn cảnh khổ tức là nhận cái quả báo khổ, còn những người hiện đang sung sướng hạnh phúc tạm bợ thế gian này là họ đang tạo cái nhân khổ. Dù cho họ chưa có hiện tại, họ chưa hưởng cái kết quả khổ, nhưng mà họ đang tạo cái nhân khổ và họ sắp sửa khổ kế bên. Cái khổ đã đến với họ ngay ngay tức khắc á, ngay sau đó. Thì như vậy dù cho đang gặp cái hoàn cảnh khổ hay đang hưởng cái sự an vui tạm bợ trên thế gian này, tất cả đều là khổ. Thì cái điều này để chúng ta hiểu rõ hơn cái khổ trên thế gian này, có một cái bài thơ đó, đó là bể khổ mênh mông sóng lục trời, khách tần chèo một lá thuyền khơi, thuyền ai xuôi gió ai, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Tức là trong cái cõi trần này như là một cái biển khổ vậy đó, mênh mông sóng lục trời, sóng nó làm cho dồn dập, làm cho mọi người đều có chịu hoàn cảnh khổ đau hết, đều bị tồi hợp lăn lộn hết. Thì bể khổ mênh mông sóng lục trời, khách tần chèo một lá thuyền khơi. Một lá thuyền khơi tức là một cái chiếc thuyền nó mong manh đó, mà bị tác dụng của sóng nó dồn dập lên xuống chìm nổi. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngược gió thì bị sóng mà bị ngược gió nữa thì nó khổ rồi, nhưng mà đang ở trong bể khổ mà được xuôi gió thì sao, tương đối nó an lành hơn, tức là tương đối được hưởng chút ít hạnh phúc. Nhưng mà dù cho đang hưởng hạnh phúc hay là dù cho đang bị hoàn cảnh khổ đau quằn quại, tức là xuôi gió và ngược gió, dù cho ngược gió dù cho xuôi gió vậy đó, thì xem lại cùng trong bể thảm thôi, tức là vẫn ở trong cái biển khổ mà thôi. Thì như vậy chúng ta mới quán triệt được hết cái sự khổ của ta bà. Sự khổ đó chúng ta phải chán lìa để cầu cái an vui của mình làm. Thì cái sự khổ đó, tại trái ta bà có 8 cái điều khổ đó, tức là sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, cầu muốn chẳng được, rồi quán ghét gặp gỡ, rồi năm ấm lẫy lừng. 8 cái điều khổ đó, đối với cõi cực lạc thì 8 cái điều đó đều là an vui. Vì cõi ta bà sanh nó khổ thì cõi cực lạc không bị sanh giống như cõi ta bà mà sanh trong hoa sen, cho nên hưởng được cái nhiều điều vui. Mà ở cực lạc thì không phải cái chuyện mà sanh ra rồi khóc tiếng khóc nếm mùi dương thế, mà sanh ra cực lạc thì hưởng cái sự vui thôi, tức là không có sanh khổ. Ở ta bà thì có già bệnh khổ, suy yếu khổ, thì ở ta ở cực lạc không có điều đó, bởi vì con người đều khỏe mạnh trường xuân. Ở ta bà thì bị chết khổ, ở cực lạc thì tuổi thọ vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp, thì không có cái già bệnh chết khổ. Rồi ở cực lạc, ở ta bà thì có gì? Thương yêu xa lìa. Xa lìa là do hoàn cảnh sinh kế mà chúng ta tạm phân ly, gọi là sanh ly, hoặc là vì cái chết mà ngăn cách giữa những người thương với nhau, gọi là tử biệt. Có sanh đi, có tử biệt, những người thương không còn hội ngộ với nhau, không còn đoàn tụ với nhau. Thì ở cực lạc, do gì? Những cái nhu cầu của đời sống hoàn toàn đầy đủ và không có cái chết để mà ngăn cách, cho nên không có cái khổ của sanh đi, của tử biệt, luôn luôn hội ngộ với nhau.
Ở Đa Bà thì có cái khổ là quán ghét gặp gỡ, ở Cực Lạc thì tất cả mọi người đều thương mến, đều dìu dắt hướng dẫn để cùng nhau tu mà không có quán ghét ai hết, cho nên tâm lúc nào cũng an vui. Gặp gỡ là gặp gỡ những người thương, những người mến, những người lợi lạc, những bạn lành, chứ không phải gặp gỡ những người thù, quan gia, quan cái. Ở Đa Bà thì có cái khổ là cầu muốn chẳng được, nhưng mà ở Cực Lạc thì không có cái khổ đó. Vì sao? Vì những người ở Cực Lạc cầu muốn cái gì cũng được cái đấy. Nghe nói vậy đừng có sớm mà chúng ta vui mừng nha. Bởi vì người mà sanh về Cực Lạc rồi không có những cái cầu muốn bất thiện, chỉ có những cái cầu muốn đúng theo thiện pháp. Nghĩa là sao? Cầu cho gặp bạn lành, cầu cho gặp cái người thầy trao cho mình một pháp môn nào đó phù hợp để mình tu tập có lợi ích kết quả. Cầu cho mình được có những cái tiện nghi vừa đủ trong cuộc sống để mà mình tu tập theo chánh pháp. Thì cầu những cái điều theo cái thiện pháp như vậy, cầu muốn cho cái người mà trao cho mình một pháp môn phù hợp căn cơ của mình, trong cái đập cái pháp nào nó vừa với trình độ của mình thì luôn luôn được toại nguyện. Thì do đó mà những cái điều cầu muốn trên cõi Cực Lạc đều thành tựu hết, không có phải như cõi Ta Bà muốn cái gì cũng không được hết á, muốn cái gì mình cũng bị gặp cái sự thất vọng thôi. Điều thứ 8 tức là năm ấm lẫy lừng, tức là do cái thân tâm, cái thân của mình và tâm của mình ở cõi Ta Bà nó sung mãn quá, nó gây ra những cái ác bất thiện pháp. Thì cái sự sung mãn tâm của người ở Cực Lạc chỉ là tinh tấn nỗ lực để hướng về thành tựu các thiện pháp, mà nó không có những cái tà ý, không có những cái sự sung mãn để đưa ra tới những cái ác nghiệp. Thì như vậy cũng không có cái khổ thứ 8 tức là năm ấm lẫy lừng. Như vậy tất cả những cái nỗi khổ ở Ta Bà thì đối với Cực Lạc đó là những cái niềm an vui. Thì nói thì nhiều, chúng ta khó mà nhận định và nắm vững. Tôi chỉ nói hai điều thôi. Tất cả những cái sự khổ tác dụng lên ta chỉ có hai điều, đó là thân và tâm thôi. Mà cái điều này rõ nhất, nét nhất, thân của người ở Ta Bà thì mạng sống ngắn ngủi, thân của người ở Cực Lạc thì thọ mạng là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đồng với Phật A Di Đà. Cái tâm thì người ở cõi Ta Bà do vì những cái duyên trần duyên ngoại cảnh mà tâm thì luôn luôn bị thối chuyển trên con đường giải thoát. Còn tâm của người ở Cực Lạc thì người đó là đạt được bất thối chuyển. Cái sự thối chuyển của người Ta Bà không đợi gì đến cách đời, cách ấm, tức là qua đời sau, thì không có nhớ để nối tiếp sự tu hành. Mà nhiều khi có những người hiện trong hiện tại, lúc phát tâm thì mạnh mẽ tinh tấn, tu tập được một thời gian thì mệt mỏi, rồi lui sụp, rồi có khi trở lại cái mức độ như trước. Đó là nhiều khi có trường hợp từ ánh sáng đi trở ngược trời bóng tối. Có một số vị lúc đầu phát tâm xuất gia mạnh mẽ tinh tấn, nhưng mà trải qua một thời gian tâm mạnh mẽ đó nó yếu ớt đi, nó mệt mỏi đi, trong khi đó thì duyên đời chung quanh bận buộc lôi kéo nó ràng buộc. Cho nên nếu mà tâm không vững, không có một sự tinh tấn nối tiếp, không có sự quán xét rằng cái cõi này là như quyển, không có thấu đáo được cái điều đó, thì thế nào cũng bị cái duyên nghiệp nó lôi kéo, rồi cũng phải trở về đời sống thế tục như trước. Thì đó là người ta thấy rõ cái sự thối chuyển ngay trong hiện thời, ngay trong hiện đời, tức là từ ánh sáng đi vào bóng tối. Huống chi nói cái chuyện mà cách đời từ thân trước qua thân sau, thì do vì cái sự hôn mê cái cách ấm mà cái sự lui sụp không có nối tiếp đường tu, nó lại nhiều hơn nữa, nó lại trầm trọng hơn nữa. Thì như vậy người ta là thì bị những cái duyên như vậy mà nó làm cho thối chuyển đối với con đường giải thoát. Thì người ở Cực Lạc thì không có những cái trường hợp đó, cho nên đạt được vị trí là bất thối chuyển. Vậy là tóm lại cái khổ của Ta Bà là thân á thì thọ mạng ngắn ngủi, tâm thì thối chuyển trên con đường giải thoát. Còn người ở Cực Lạc á, thân á thì thọ mạng đồng với Phật và tâm á thì được bất thối chuyển. Cho nên so sánh như vậy mà ta có cái hạnh chán lìa và vui cầu, chán lìa Ta Bà thì vui cầu Cực Lạc. Cái điều thứ hai nữa để mà dễ nhất tâm, để mà thành tựu được kết quả khi mà chúng ta thực hành pháp môn tịnh độ, đó là việc chuyên cần. Các vị cổ đức định nghĩa chuyên cần như thế này: chuyên tức là không xen thêm một việc gì khác, cần tức là không bỏ phí một phút giây nào. Ví dụ chúng ta thấy những ông bác sĩ chuyên khoa thì bao giờ những cái khoa chuyên môn của ông cũng là có cái sự sâu sắc, có cái sự triệt để hơn, chứ không phải là đa khoa. Thì do cái chuyên đó mà chúng ta dễ thành đạt được kết quả. Vậy cái cần tức là không có bỏ phí một phút giây nào. Tôi thí dụ một cái bất thiện pháp để mà chúng ta căn cứ vào đó chúng ta có thể thấy được trong trường hợp thiện pháp. Ví dụ như hồi xưa tôi khi chưa xuất gia, tôi cũng ưa thích cái tiểu thuyết kiếm hiệp, cho nên khi mà cầm tiểu thuyết mà ưng ý trên tay rồi thì khó mà bỏ xuống, ngay cả đến lúc giờ cơm. Cho nên khi mà ngồi vô bàn cơm rồi thì cái cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp để trên đùi, và khi mà khi già vô miếng cơm rồi, trong khi đang nhai cơm thì cúi xuống để coi tiếp, tức là không có bỏ qua một cái thì giờ một chút nào hết. Đó là nói gì cái bất thiện pháp á. Còn bây giờ nếu mà chúng ta niệm Phật với một cái sự chuyên cần như vậy đó, sự cần mẫn như vậy, cần cù như vậy, nghĩa là có một cái phút giây nào thì chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật thì không cho để tắm. Thì nếu mà cần cù cần mẫn như vậy đó, thì đó là cái sự gọi là chuyên cần dễ đưa đến nhất tâm. Như vậy đó là những cái yếu tố để đưa đến nhất tâm, tức là chúng ta phải có cái hạnh
chán lìa và vui cầu, tức là hạnh chiếm ly và hạnh nguyện, và chúng ta phải hành trì cho nó được chuyên cần. Khuyên nhủ về cái chuyện hành trì chuyên cần á, người xưa có dạy như thế này. Thường thường thì chúng ta có những cái dịp gặp gỡ, hội ngộ với nhau, đàm luận với nhau, nhưng mà chỉ có một số ít những cái cuộc buổi đàm luận nó có lợi ích. Còn đa số những cái buổi mà nói chuyện khác của chúng ta đó, tôi nói tương đối thôi nha, tôi nói hết, đa số những cái buổi đàm luận của chúng ta thì thường thường chúng ta bàn những cái chuyện nó không có lợi ích, không có thiết thực. Tức là nhiều khi bàn những cái chuyện trời lành dữ nắng mưa, chuyện thế giới, chuyện đại dương, chuyện vũ trụ rồi vậy thôi. Hay là nhiều khi tệ hại hơn nữa, chúng ta bàn về những cái chuyện mà có ảnh hưởng đến việc xấu rồi của người khác. Thí dụ vậy, sanh ra những cái chuyện thị phi, nó đưa đến phiền não cho mình, cho người. Cho nên các vị cổ đức khuyên ta như thế này: bớt nói một câu chuyện, bớt sanh một lỗi ác, thêm niệm một câu Phật, thêm nhiều duyên giải thoát. Cho nên với những cái chuyện cần thiết lợi ích thì chúng ta đàm luận, ta bàn. Còn những cái chuyện mà không cần thiết lắm, có thể đưa đến phiền não thị phi, thì chúng ta bớt nói một câu chuyện, thì bớt thêm một lỗi ác. Và nếu mà bớt vậy thì chúng ta có thì giờ thêm niệm một câu Phật, thêm nhiều duyên giải thoát. Nếu mà chúng ta có thể tâm niệm được cái điều đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một số những cái thì giờ rất lớn lao, và thì giờ đó ta dành cho chúng ta sửa soạn hành tang để được giải thoát về kịch tạng. Đó là sự hành trì chuyên cần. Thì từ trước, từ trên tới giờ đó, tôi đã trình bày về phần chánh hạnh của niệm Phật, trợ hạnh của niệm Phật, rồi cái phần mà nghi thức hành trì hàng ngày là những cái điều cần thiết quan trọng để mà chúng ta đưa đến nhất tâm. Coi như phần nói chuyện về các phần hành trì của pháp môn tịnh độ rất là sơ lược, và chúng ta đáng lý ra phải có nhiều thời giờ hơn, nhưng mà tạm thời trong cái khuôn khổ thời hạn hôm nay, chúng ta chỉ nói lược qua những cái phần như vậy thôi. Và để kết luận cho cái phần nói chuyện về phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật, tôi xin kể hầu quý vị một vài câu chuyện, nhờ đó chúng ta thêm có niềm tin để chúng ta nỗ lực tu tập để thành tựu kết quả giảng sanh. Đó là cái câu chuyện của bà Bái Bất Quảng khi ở trong tịnh độ Thánh Hiền Lục. Bà là có cái tên như thế nào đó thì người ta không có được biết, khuyết danh thôi. Bà thì quê ở Hàng Châu đó. Thì có một hôm bà đến một cái am gọi là am Hiếu Từ, gặp một cái vị hòa thượng trụ trì ở đó là hòa thượng Đạo Nguyên. Bà mới hỏi một câu thế nào là: bạch hòa thượng, có cái pháp môn nào tu hành mà trong một đời có thể thoát ly biển khổ được không hòa thượng? Quý Phật tử thấy rằng bà hỏi một câu đó cũng bình thường thôi, nhưng mà tôi suy nghĩ, tôi thấy rằng một người mà phát ra được một câu hỏi như vậy đó thì không có bình thường chút nào. Vì sao? Vì phải là một người mà thấy rõ, thấy một cách triệt để về cái khổ của thế gian này, cái khổ của ta bà này, để mong muốn thoát đi. Mà tất cả giáo pháp của Đức Phật thì đều là chỉ những cái phương thức để mà được giải thoát, để mà thoát ly. Nhưng bà này bà muốn có một cái phương pháp nào đó mà trong một đời có thể giải quyết vấn đề sanh tử được, trong một đời có thể thoát ly những khổ được. Chứ còn giả sử như ông hòa thượng ông nói tôi chỉ cho bà một cái pháp này nghe, mà hành theo pháp này là phải 5 đời nữa mới được thoát khỏi cái biển khổ sanh tử, chắc bà cũng không chịu nữa. Bà đã thưa hỏi rằng có một pháp nào mà trong một đời có thể thoát ly biển khổ, nghĩa là bây giờ nếu có pháp nào mà 2 đời thoát ly biển khổ, bà cũng ngán ở thêm một đời nữa, cũng ngán ở lại cái cõi ta bà này thêm một đời nữa. Cho nên cái người như vậy phải là cái người thấy thật rõ cái sự cấp thiết của cái khổ của ta bà cần phải thoát ly. Cho nên người mà phát ra được cái câu hỏi như vậy thì rất là hiếm, rất là khó kiếm. Nhóm Phật tử mình đây có ai phát ra được câu hỏi đó không? Bạch sư, bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, có cái pháp môn nào mà trong một đời có thể thoát ly sanh tử? Thì Đạo Nguyên hòa thượng ấy, nghe bà hỏi như vậy đó, mới trả lời: nếu mà bà muốn như vậy đó thì không có gì hơn là bà hành trì pháp môn niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật không khó, khó ở chỗ bền lâu. Mà bền lâu cũng không khó nữa, khó ở chỗ nhất tâm đó. Bây giờ nếu mà bà có thể buông bỏ hết muôn duyên, mà bà có thể một lòng nhất tâm mà tưởng niệm đến danh hiệu Đức Phật, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn bà giảng sanh và liền xa lìa khỏi biển khổ đi trong một đời. Bà nghe nói vậy bà mừng rỡ, vui vẻ lễ tạ rồi ra về. Khi mà bà ra về rồi đó, cũng không phải giống như những Phật tử bình thường của mình đâu. Tức là khi một người đã mong muốn tìm kiếm một con đường để thoát ly, và khi mà đã nhận ra được con đường đó rồi thì người ta nỗ lực để mà đi con đường đó, nỗ lực hết sức. Cho nên khi mà bà về rồi đó là bà giao phó hết việc nhà cho con với dâu. Trong nhà bà mở ra một cái gian tịnh thất, rồi bà ở trong đó bà niệm Phật ngày đêm. Bà chuyên cần niệm Phật như vậy đó, suốt ngày cố gắng bà niệm Phật rất là chuyên cần.
thì được một cái thời gian là khoảng hơn một năm sau, thì bà lại trở lại Am Hiếu Từ và lễ Hòa Thượng Đạo Nguyên nữa. Bà hỏi: bạch Hòa Thượng, từ khi nhờ ơn Hòa Thượng chỉ dạy bảo đến giờ đó, thì con về nhà con gác hết mọi muôn duyên ở chuyện nhà hết, giao cho con với dâu hết, và con chỉ lo chuyên cần niệm Phật, có thể gọi là niệm Phật không dám biến trễ, nhưng mà khổ nổi cái là không biết làm sao nữa, chưa được chức tâm nữa. Bạch Hòa Thượng từ bi chỉ dạy thêm, khai thị thêm cho con để mà con đạt cái sở nguyện. Thì Hòa Thượng Đạo Nguyên mới nói rằng: tuy bà bỏ việc nhà vậy á, cái trong tâm của bà còn tưởng nghĩ tới con cháu quyến thuộc, cái dây tình ái còn buộc chặt như vậy đó, cái gốc tình ái còn bám sâu như vậy đó, thì làm sao bà được nhất tâm. Bây giờ bà muốn nhất tâm đó, thì bà trước hết phải nhổ cái gốc ái đó đi, thì sau đó bà chuyên cần bà niệm thì mới đạt được cái sự nhất tâm. Bà nghe qua bà mới bạch Hòa Thượng, bà nói: bạch Hòa Thượng, lời Hòa Thượng quả thật là rất đúng, con tuy rằng không quản đến thân, nhưng mà không thể không quản đến tâm được, cho nên từ đây con xin nguyện rằng sẽ tâm việc không có quản đến nữa, nhất định thân tâm gì con không quản đến nữa. Cho nên từ đó bà lấy cái câu gọi là bá bất quản, bá là tâm, bất là không, quản là quan tâm đến, nghĩa là tâm việc không có quan tâm đến. Bà dùng cái câu đó để mà bà làm một cái phương châm tu tập của mình, mà mỗi khi trong khi mà bà trì tụng, bà trì niệm như vậy, có một cái niệm ái nào nó khởi lên trong tâm của bà, thì bà dùng cái chữ bá bất quản, tâm việc không quản đến, không có quản đến cái này, chỉ lên. Bà dùng cái phương châm đó bà dứt trừ cái niệm. Và mỗi khi có việc nhà con cháu gì nó lợi nó thưa hỏi, thì bà cũng dùng cái chữ đó, bá bất quản, trăm việc không có quan tâm tới, không có quan tâm tới nữa, có ai làm gì đó làm, thì bà cũng dùng cái câu đó để mà bà đánh cắt đứt cái duyên. Cho nên bà hành trì như vậy hơn một năm nữa, hơn năm nữa thì tổng cộng gì, hơn hai năm chứ gì, phải không? Bà mới trở lại Am Hiếu Từ, bà lễ bạch Hòa Thượng, bà nói: kính bạch Hòa Thượng, nhờ ơn Hòa Thượng chỉ dạy, lời Hòa Thượng quả thật là xác thực, không có hư dối, cho nên con do nghe lời Hòa Thượng mà bây giờ con đã được cái kết quả là 4 hôm nữa con được giảng sanh. Cho nên hôm nay con đến để mà con lễ, con từ biệt Hòa Thượng và con cảm cái ơn giáo hóa. Thì xong rồi khi bà trở về đó, thì mấy hôm sau bà không bệnh mà qua đời. Đó là trường hợp của bà Bá Bất Quản. Là một câu chuyện nữa của bà Dương Thị, cũng ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Dương Thị là một người ở vào đời nhà Thanh, nhà ở trên Gò Đá Vôi ở phía bắc của thành Hàng Châu. Và khi đến năm 50 tuổi thì bà Dương Thị này bị một cái chứng phong mà đau nhức khắp mình vậy đó, bà rên la suốt cả ngày đêm, bà chịu không nổi, nó hành hạ bà như vậy. Rồi một hôm có một cái vị sư gọi là Lữ Đình, pháp danh là Lữ Đình, có cái nhân duyên, có cái Phật sự từ ở Kinh Đô mà trở về núi Thiên Mục đi ngang qua nhà bà. Thì khi đi ngang qua nhà bà vậy thì con của bà mới thỉnh nhà sư vô, thỉnh rồi nấu đồ chay cúng dường. Sau khi cúng dường sư xong rồi mới thỉnh sư qua bước sang phòng bên để mà thăm bệnh mẹ mình. Thì bà Dương Thị này, bà gặp vị sư đó thì bà rên rỉ, bà khẩn cầu, bà nói: bạch thưa sư, con bị bệnh khổ bức bách quá, sư có phương thức nào giúp cho con được lành mạnh không? Sư Lữ Đình mới trả lời, mới nói: có chứ, nhưng mà chỉ sợ bà không uống thôi, phương thuốc thì có nhưng mà sợ bà không dùng, bà không uống. Bà mới ngạc nhiên, bà nói: nếu có phương thuốc hay như vậy làm sao con không uống? Thì sư Lữ Đình mới giảng giải như thế này: bệnh á là do nó thân, mà thân á là do tứ đại giả hiệp, do nghiệp mà có, cho nên nếu mà bà có thể xả thân á thì bao nhiêu bệnh tiêu trừ hết. Quý Phật tử nghe cái lời giải đáp đó thấy hợp lý không? Bệnh là do thân, mà xả thân thì làm sao còn bệnh? Nhưng mà rồi chắc quý Phật tử cũng thắc mắc, làm sao xả thân, đâu có dễ gì xả thân. Xả thân thì hết bệnh rồi đó, bởi vì bệnh là do thân nha. Cho nên nếu mà chúng ta thắc mắc vậy thì bà Dương Thị bà cũng thắc mắc vậy đó. Bà nói: bạch sư, làm sao mà xả thân được, có nước chết á mới xả thân được chứ làm sao mà xả thân. Và nếu mà chúng ta có cái thắc mắc đó thì cũng chú ý nghe cái lời giải đáp của ngài Lữ Đình. Ngài Lữ Đình mới giảng giải như thế này nè: đây là cái cách xả bỏ thân. Bây giờ đó bà phải buông hết muôn duyên, xả bỏ hết muôn duyên, không có nghĩ tới là thân mình đau, thân mình cầu mạnh gì hết, không nghĩ tới cái chuyện đau bệnh, mà chỉ một lòng hướng về Tây Phương, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là một vị đại di vương có thể chữa lành tất cả những bệnh cho chúng sanh. Nếu mà bà có thể niệm một cách chí thành khẩn thiết á, thì Đức Phật sẽ đến đây để cứu độ cho bà. Bà Dương Thị bà nghe nói vậy cái bà còn nghi nghi, bà nói: thưa sư, bạch sư vậy chứ Đức Phật có thiệt là đến không? Chắc Đức Phật đến không? Sư Lữ Đình khẳng định cho bà biết, chắc chắn là Đức Phật sẽ đến, chỉ sợ bà niệm không tha thiết mà thôi. Nghĩa là nếu mà bà niệm không tha thiết thì Đức Phật không đến là tại bà đó,
ba không tha thiết. Nhưng nếu bà đã niệm tha thiết được rồi thì Đức Phật chắc chắn sẽ đến. Sau khi nói xong dạy xong vậy đó thì sư Lữ Đình mới từ biệt đi về, về núi Thiên Mục. Thì bà Dương Thị phát lòng tin và bắt đầu mà niệm Phật. Do cái bệnh hành hà luôn luôn nhắc nhở bà như vậy, cho nên bà niệm Phật một cách hết sức là chí thành khẩn thiết. Mà càng ngày càng chí thành, càng ngày càng khẩn thiết như vậy. Cho đến 5 tháng sau thì bà một hôm kêu người con lại, nói con à, Đức Phật A Di Đà đã đến, cho nên 3 hôm nữa mẹ sẽ được giảng sanh. Bây giờ con lên núi Thiên Mục, con thỉnh sư Lữ Đình tới để cho mẹ từ biệt và cảm cái ơn ngài đã giáo hóa cho mẹ. Thì lúc bây giờ sư Lữ Đình ở trên núi Thiên Mục á, không thể xuống được, cho nên đúng cái kỳ hạn vậy người con mới mời 10 vị tăng đến để mà hỗ trợ hộ niệm cho bà. Thì lúc đó bà Dương Thị tắm gội thay y phục sạch sẽ xong, bà ngồi chắp tay hướng về Tây Phương mà giảng sanh. Đó là trường hợp bà Dương Thị bị bệnh khổ mà nhờ phương thức niệm Phật được giảng sanh giải thoát. Rồi trường hợp, một trường hợp nữa, tức là câu chuyện của ông Lương Duy Châu, quê ở Thiệu Hưng, là một người chấp sự ở trong am Long Đàm. Khi đến năm 50 tuổi, 40 tuổi thì ông bị bệnh mù cả đôi mắt mà không có phương gì để mà sanh nhai được hết, cho nên ông quẫn trí muốn tự tử. Một vị tăng ở trong am thấy như vậy, tình cảnh như vậy mới khuyên nhủ như thế này: tất cả những nghiệp khổ mà đến bức bách chúng sanh là do sự chiêu cảm của những cái nghiệp bất lành, nghiệp tội ở kiếp trước, về trước. Cho nên khi mà mình biết như vậy thì phải ráng mà ẩn nhẫn cho qua. Nếu mà quẫn trí để tìm con đường quy sinh tự tử thì gốc tội lại càng thêm sâu. Cho nên ở Tây Phương có Đức Phật A Di Đà. Nếu mà ông có thể chí thành, ông khẩn thiết, ông thường niệm thì Đức Phật sẽ tiếp dẫn ông về cõi an vui mà vĩnh viễn xa lìa mọi sự khổ. Thì như vậy cái sự mù, đuôi mù đâu có gì đâu là đáng ngại. Cho nên nếu mà ông chịu khó, ông mà phát tâm mà chịu nghe lời tôi dạy bảo như vậy đó, tôi hướng dẫn như vậy đó, chỉ bảo như vậy đó thì tôi nguyện sẽ khất thực để mà giúp đỡ cho ông. Thì ông Lương Duy Châu này, ông nghe nói vậy thì ông cảm tạ và ông nguyện dâng theo lời chỉ dạy. Thì ông niệm Phật tha thiết như vậy khoảng chừng 3 năm sau thì tự nhiên đôi mắt ông sáng lại. Và sau đó nửa tháng thì ông mới bạch với chúng rằng ông đã ông sắp sửa đi xa. Và sau đó thời gian không lâu thì vào giờ ngọ, ông niệm Phật, ông chắp tay hướng về hướng Tây mà qua đời. Đó là vào năm Càn Lâm thứ 38 ở đời Thanh. Và như vậy thì chúng ta đủ suy gẫm là cái kiếp luân hồi rất là, cái cảnh luân hồi rất là đáng bi thương. Và kiếp phục sinh vẫn dường như huyễn mộng. Bao nhiêu nỗi khổ vui, đắc thất, vinh nhục ở đời đã trải qua như vậy. Và cái việc mà lo toan về bản thân, về gia đình, về xã hội chưa thấy ổn thì cái chết đã kề một bên. Cho nên môn niệm Phật rất cần cho người cư sĩ tại gia. Vì sao? Vì thân đắm ở trong cái lò lửa trục trần, thân thì chìm ở trong ngục tù phiền não. Nếu mà một hơi thở mà không trở vào thì cái nghiệp tam đồ nó kế tiếp rồi. Cho nên trong những hoàn cảnh như vậy, làm sao nếu không có Phật lực, không có cái sức và cái sự hỗ trợ của tha lực còn khẩn thiết hơn nữa. Tức là đối với những người tạo cái nghiệp bất lành trong quá khứ mà hiện tại bây giờ họ bị cái quả khổ, quả báo khổ, như là trường hợp của bà Dương Thị với ông Lương Duy Châu đó. Nếu mà không nhờ nương vào cái cao hồng danh đó, thì làm sao những gì đó được giải thoát. Cho nên thế mới biết rằng cái bi nguyện của Đức Phật rất là rộng sâu, không bỏ sót một chúng sanh nào hết. Thì như vậy hôm nay có cái duyên lành nhân cái ngày đại kỷ niệm của Đức Cố Trưởng Lão Tri Sự, chúng ta tưởng niệm đến ngài, tức là chúng ta tưởng niệm đến sự vô thường. Ngài ra đi và chúng ta sẽ phải ra đi. Tổ Đức có A Di Đà Phật.